Alo. Alo. Có. Chúng ta nghe thấy rõ không? Có bị tiếng bị méo hay làm sao? Alo. Chúng ta nghe tiếng có rõ không đấy? Có thể. Rồi, ok. Sao mình bắt đầu thôi nhỉ? Có khoảng hơn 40 bạn rồi. Trước là chúng ta đang học dở về cái khởi động mềm đến cái đoạn nào anh nhỉ? Có phải là ở cái hình này không hay là Đến phần điều khiển vòng kín moment. đây đúng không nhỉ? Hình này à? Hay là xong rồi? Xong rồi thì hôm nay thầy có nói như mình cải lọc thông thấp. Đâu đó đoạn này đúng không? Dạ vâng đúng ạ. Rồi thôi thì cứ nhắc lại từ đoạn này cho nó logic. Thế thì đây là một trong những cái chế độ điều khiển được cài đặt ở trong bộ khởi động mềm, đặc biệt hữu ích khi mà chúng ta dừng mềm, chống bơm đúng không? Bơm. Thế thì hữu ích trong chế độ này. Thế thì để sử dụng cái chế độ điều khiển moment ấy thì chúng ta biết là moment điện từ trong động cơ thì chúng ta không đo, chúng ta sẽ ước lượng thông qua điện áp và dòng điện. Thực chất là trong cái động cơ điện chúng ta thì moment bản chất nó vẫn là một cái hằng số liên quan đến từ thông nhân với cả cái dòng điện, đúng không? Động cơ một chiều hay là động cơ ba pha thì đều theo kiểu này cả. Thế thì muốn tính được moment thì người ta sẽ phải đo được dòng điện và ước lượng được từ thông. Thì điều đó sẽ được thực hiện thông qua cái mô hình toán học của động cơ, đúng không? Ta có thể nhìn vào cái ý tưởng ban đầu là như thế này. Tức là đối với cả động cơ, AC ấy, thì chúng ta có cái từ thông, đúng không? Bằng chúng ta có phương trình cân bằng điện áp trên hệ độ alpha beta, nó sẽ bằng U trừ RI, đúng không? À xin lỗi, bằng R nhân với I alpha beta này cộng với cả D phi trên dt, đúng không nào? Thế thì nếu như với các động cơ công suất lớn thì chúng ta cũng có thể bỏ qua cái thành phần điện trở stator, thì dẫn đến là từ thông sẽ bằng tích phân của u alpha beta hoặc là đầy đủ thì trừ đi ri cũng được, đúng không nào? Đấy. Thế thì cái điện áp này về nguyên tắc là chúng ta đo được, chúng ta có thể đo ở phía sau bộ này hoặc là chúng ta sẽ tính được thông qua gì, đo điện áp đầu vào đúng không, cộng với cả từ góc mở này chúng ta tính ra cũng được. Tuy nhiên đối với động cơ thì chắc là người ta sẽ đo ở đầu ra, bởi vì sao ạ? Do cái dạng điện áp ấy, kích mở của resistor nó sẽ có thêm một cái phần âm này, phần âm này là do cái sức điện động do cái điện cảm của động cơ nó sinh ra, đúng không? Mà cái điện cảm của động cơ thì không phải lúc nào chúng ta cũng biết một cách chính xác. Đấy. Cho nên là trong thực tế thì ta sẽ đo ở đây. Còn dòng điện thì đương nhiên là đo được rồi, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ tính được từ thông. Đấy. Thế còn moment thì nó sẽ bằng tích có hướng giữa từ thông với cả dòng điện thôi, đúng không? Nó phép nhân có hướng. Đấy. Thế thì
chúng ta sẽ có được moment và chúng ta sẽ sử dụng một bộ điều khiển moment ở đây, đúng không? Thế chỉ có một điều nhỏ, một cái chú ý nhỏ là trong thực tế cái phép tích phân như thế này là cái phép tính mà chúng ta thấy là nó sẽ không thực hiện được một cách lý tưởng như ở trên giấy. Bởi vì sao? Khi mà chúng ta đo đại lượng dòng điện điện áp về thì thực chất nó bao giờ nó tồn tại một thành phần DC offset do phần cứng nó gây ra. Thành phần này thì nó cũng rất là nhỏ thôi, tuy nhiên là khi mà tích phân lên thì nó sẽ ra một cái thành phần gì ạ? Cái offset này là một hàng số, đúng không? K nào đấy. Thì khi tích phân nó theo thời gian thì nó sẽ ra cái hàm tăng dần. Dẫn đến là đáng ra những cái đại lượng ta hình sin, hình cos thì tích phân lên nó sẽ ra cái lượng tăng dần theo thời gian như thế này. Đó. Và nó sẽ bị sớm bị bão hòa, kết quả tính toán sai lệch hết. Cho nên ấy, trong thực tế là người ta sẽ phải bổ sung thêm một số thứ. Ví dụ như là tất cả cái đầu vào mà đo lường ấy, thì người ta sẽ qua một số high pass filter, tức là bộ lọc thông cao. Lọc thông cao có đặc tính tần số biên độ như thế này. Đây là biên độ. Đây là tần số. Đúng không? Thế thì những cái thành phần tần số thấp thì nó sẽ bị triệt tiêu. DC nó là thành phần tần số thấp nhất, đúng không? Còn cái thành phần tần số cao thì nó sẽ lọt qua cái bộ lọc này. Đương nhiên là bộ lọc này nó sẽ phải loại bỏ được cái thành phần DC. Sau đó thì người ta mới tính toán. Tuy nhiên là gì ạ? Do cái bộ lọc này nó cũng có cái hiện tượng là làm thay đổi góc pha. Cho nên ở đây người ta sẽ phải thêm một cái bộ lọc thấp thấp và một số cái khâu hiệu chỉnh nữa thì nó mới bù được cái sai lệch của góc pha đó. Thì cấu trúc nó sẽ phức tạp hơn một chút. Về cơ bản là như vậy. Thì cái bộ điều khiển ở đây nó chỉ là bộ điều khiển PI, chúng ta chỉnh vào lát thì sẽ được, đúng không? Thế thì nhắc lại là cái chế độ điều khiển mà moment ấy thì nó đặc biệt là hữu ích với cái chế độ dừng mềm thông bơm. Sau này chúng ta đi làm mà có phải cài đặt cái bộ khởi động mềm cho cái nhóm phụ tải bơm, ta chú ý đừng quên là chúng ta phải dừng mềm, đúng không? Rồi, ví dụ như ở đây là một cái mô phỏng để chúng ta nhìn thấy cái quá trình khởi động của động cơ thôi, đúng không? Với một cái bộ điều áp xoay chiều 3 pha, đây là tôi mô phỏng theo cái nguyên tắc là U điều khiển áp. Thì chúng ta thấy là khi mà thực hiện cái việc khởi động mềm ấy, thì cái quá trình dòng điện nó không bị nhảy vọt lên, đúng không? Dòng điện nó tăng được kiểm soát trong một khoảng tốc độ thì tăng từ từ rất là êm ái. Moment điện từ thì nó sẽ có cái dạng tương tự như vậy, đúng không? Moment điện từ. Và ở cái thời điểm mà chúng ta chuyển từ cái cấp nguồn từ bộ biến đổi sang lưới điện ấy, thì nó sẽ có cái hiện tượng nháy dòng một tí. Cái chỗ này ấy, nó to hay nó bé, cái dòng điện này nó bị nháy mạnh hay yếu ấy, còn tùy vào cái thời điểm chúng ta chuyển trạng thái. Ví dụ đối với cả cái phương pháp đổi nối sao tam giác thì thường dòng điện thường thì tốc độ hoặc là tốc độ nó đâu đó ở chỗ này mà chúng ta chuyển trạng thái một cái thì cái dòng điện nó sẽ nháy rất là mạnh. Nhưng mà ở cái thời điểm như thế này ấy, tức là khi điện áp nó đạt đến trạng thái gần như là định mức rồi, chúng ta chuyển thì nó sẽ ít xảy ra hiện tượng dòng điện nó bị dao động. Thế còn ngược lại, nếu như chúng ta không sử dụng khởi động mềm, chúng ta khởi động trực tiếp, chúng ta chú ý cái biên độ của dòng điện ở đây khoảng là bao nhiêu? Có 70A, 75A, đúng không? Thế nhưng mà khi chúng ta khởi động trực tiếp thì cái dòng điện đỉnh nó có thể lên nữa khoảng 200A. Tất nhiên, quá trình tăng tốc của động cơ thì diễn ra rất nhanh, và đơn giản, nó đã huy động một năng lượng rất lớn trong cái quá trình khởi động rồi. Đấy. Nhưng mà moment rồi dòng điện nó sẽ dao động rất là ghê gớm. Và cái này thì nó sẽ không tốt cho rất nhiều loại phụ tải.
nhanh chưa chắc đã là tốt nhá. Rồi về mặt thiết bị, đúng không? Bây giờ chúng ta chuyển sang về mặt thiết bị. Như vậy cơ sở lý thuyết chúng ta đã có đủ về phần cứng, đúng không? Về phần cứng, về các thuật toán, đúng không? Phần cứng thì chúng ta có cấu trúc mạch lực là inline delta, đúng không? Có thuật toán thì chúng ta có điều khiển điện áp, điều khiển dòng điện và điều khiển moment. Thì bây giờ chúng ta sẽ sang phần cài đặt. Thì về mặt cấu trúc thiết bị thì với cái nhóm hạ thế thì chúng ta có thể quan sát một vài thiết bị của các hãng khác nhau, ví dụ như đây là của Schneider, đây là của Danfoss, đây là ABB, đúng không? ABB. Nhưng thấy nó cũng na ná như nhau, đúng không? Cũng có cái màn hình hiển thị, có cái đèn báo trạng thái, cũng có một vài cái nút bấm. Về cơ bản thì ví dụ như Schneider là chỉ có 4 nút bấm thôi. Các nút bấm tối thiểu trên các thiết bị này bao giờ cũng là tăng giảm và vào ra. Đó. Còn một số hãng thì người ta đầu tư vào cái giao diện trông nó đẹp hơn. Thế thì những cái tính năng cơ bản của khởi động mềm ấy, thì nó sẽ được cài đặt qua cái màn hình thao tác. Thế còn giao diện để kết nối các thiết bị thì nó giống như biến tần mà chúng ta đã học thôi. Nó có đầu vào số, đúng không? Đầu ra relay, đầu vào analog, đầu ra analog truyền thông, đúng không? Thế với khởi động mềm ấy, thì các cái số lượng đầu vào ra này nó sẽ ít hơn so với biến tần, tính năng nó không có nhiều, tham số để cài đặt nó cũng không có nhiều. Cụ thể là gì? Thế còn với cái nhóm trung thế chẳng hạn thì thường thì nó cũng sẽ cho dưới dạng tổ. MV là medium voltage này, dưới dạng tổ và dưới dạng bản vẽ chúng ta cũng có thể đọc và đấu nối theo cái bản vẽ thôi, không có vấn đề gì, đúng không? Thì chúng ta đã biết được cái quy tắc đọc bản vẽ. Thì đối với cái đầu vào số ấy thì nó sẽ đảm nhiệm một số cái tính năng cơ bản, đấy là đối với khởi động mềm ấy, thì có chức năng là chạy dừng này, báo lỗi này, báo lỗi này, external fault có nghĩa là nhận tín hiệu báo lỗi từ thiết bị khác, từ thiết bị khác liên động với nó, đúng không? Ví dụ như cái máy B và máy A đang chạy, máy A bị lỗi nó phải gửi tín hiệu lỗi sang máy B để dừng lại, thì cái external fault này chính để làm việc đó, đúng không? Chọn bộ tham số khởi động. Ở đây nó liên quan đến cái bài toán là gì? Cách sử dụng khởi động về lần trước chúng ta đã nói, đúng không? Khởi động tuần tự. Đó. Thế với khởi động mềm thì nó chỉ cho phép chọn hai loại động cơ, bởi vì nó chỉ lưu được hai loại tham số thôi. Thế thì chúng ta có thể dùng cái đầu vào số này để chọn xem là tôi sẽ quyết định là dùng bộ tham số nào để khởi động cái động cơ này, đúng không? Reset lỗi. Thường thì trong thực tế khi mà hệ thống chúng ta có một cái lỗi gì đấy thì sẽ có hai hình thức reset. Một là tắt nguồn, đây là phổ biến nhất, đúng không? Hai là mình sẽ reset bằng cái digital input. Tất nhiên là lúc này tôi sẽ phải cài đặt. Bởi vì sao? Khi mà có cái sự cố gì xảy ra, khởi động mềm nó sẽ báo lỗi và nó dừng luôn cái động cơ lại, nó cắt điện. Thế thì cái cách thông thường mà an toàn nhất là tôi sẽ xuống hiện trường kiểm tra rất là kỹ. Sau khi kiểm tra xong, khắc phục sự cố xong thì tôi sẽ phải tắt nguồn đi và bật lại. Thế còn cái cách reset lỗi bằng nút bấm này thì nhiều khi nó sẽ gây ra cái chuyện là làm ẩu. Ví dụ như người vận hành người ta thấy có lỗi là người ta chưa cần xem xét xem là lỗi nó là lỗi gì. Nên người ta bấm bục một cái để reset lỗi, người ta lại chạy lại xem là nó như thế nào.
nếu nó tiếp tục mắc lỗi thì nó lại dừng hệ thống lại. Tuy nhiên là những cái sự cố như vậy không phải lúc nào cũng nó cũng 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 có thể dừng kịp hoặc bảo vệ kịp. Thế sau một vài lần thử thì có thể người ta sẽ làm hỏng luôn thiết bị. Nên là tốt nhất là chúng ta cứ để chế độ mặc định như này. Hoặc là nếu như có reset lỗi thì chúng ta sẽ gửi tín hiệu này về cái phòng điều khiển trung tâm, nơi có người ta chịu trách nhiệm về vấn đề này. Chúng ta sẽ yêu cầu người vận hành là kiểm tra kỹ, khắc phục sự cố xong người ta mới reset lỗi từ cái hệ thống điều khiển trung tâm. Còn local remote là cái chế độ gì ạ? Vận hành bằng vận hành ở đây là vận hành bằng cái màn hình thao tác tại chỗ hay là thông qua các IO hay là truyền thông, đúng không? Thế thì cái vận hành bằng operator panel này thì người ta gọi là local. Thế còn từ các cái cổng vào ra hoặc là communication thì gọi là remote. Đây. Một chế độ rất quan trọng trong các thiết bị kể cả biến tần hay là khởi động mềm thôi, đó là chế độ chạy nhấp. Chế độ này thì người ta sẽ sử dụng để test máy. Đó, để test máy. Sau khi lắp đặt các cái thiết bị ấy, thì bao giờ cái thao tác đầu tiên chúng ta phải kiểm tra xem là vận hành nó có trơn tru không. Chả ai người ta dạy gì, người ta bấm ngay cái nút vận hành hệ thống. Bởi vì hệ thống chúng ta đôi khi nó phức tạp, nó có nhiều thứ ở bên trong. Khởi động mềm nó chỉ là một bộ phận thôi. Thế thì những cái cơ cấu chuyển động ấy thì người ta sẽ bao giờ cũng lắp ở một cái chế độ kiểm tra trước, và chế độ dốc. Dốc này là cái chế độ mà khi chúng ta có một cái nút bấm, đúng không? Chúng ta cứ ấn thì cái động cơ nó sẽ chạy chậm ở cái tốc độ mà chúng ta cài đặt được. Nhưng mà chúng ta nhả tay ra cái là nó dừng luôn. Nhả tay ra là dừng luôn. Nó gọi là chế độ chạy nhấp. Cho máy nó chạy đi để chúng ta xem là nó có vấn đề gì ở mặt cơ khí không. Chúng ta đấu nối đúng chưa? Kết cấu cơ khí có vấn đề gì không? Có trơn tru không? Nếu chúng ta phát hiện ra cái vấn đề gì cả, chúng ta nhấc tay ra cái là nó dừng luôn. Nó gọi là chế độ chạy nhấp. Chứ còn chúng ta mà ấn nút start mà ở đây một cái thì khởi động mềm nó sẽ chạy đúng theo cái đường đặc tính mà chúng ta cài đặt là tăng tốc và chuyển sang nối lưới. Thế thì nếu như mà có sự cố gì thì nó sẽ lại báo lỗi. Thế còn chạy nhấp là chúng ta chạy thử thôi, ấn giữ, ấn nhả, đúng không? Thì đây là một chế độ rất là hay dùng. Rồi, thế còn các cái đầu ra, rơ le thì thường là báo trạng thái, quét đi, tăng tốc chạy hay là giảm tốc, đúng không? Hoặc là có cảnh báo hay lỗi gì thì nó cũng gửi ra ngoài. Thế còn cái đầu ra analog thì chúng ta có thể cài đặt được để nó thông báo một số thông tin về trạng thái của thiết bị. Trạng thái là trạng thái liên tục, ví dụ như dòng điện, điện áp, công suất, nhiệt độ, hệ số công suất, là những cái thứ mà thiết bị nó đo được, nó có thể gửi ra ngoài. Đó. Thì chúng ta nối cái này với, hoặc là nối với VLC, hoặc có thể nối với đồng hồ vạn năng, đồng hồ đo, loại đồng hồ kỹ thuật số mà nó hiển thị thông tin ngay tại tủ điều khiển. Bởi vì thiết bị chúng ta mặc dù có giao diện nhưng mà nó sẽ nằm ở bên trong cái tủ, thì cái màn hình nó không lòi ra ngoài. Thế nên chúng ta muốn nhìn ngay ở ngoài mặt tủ thì chúng ta sẽ phải nối thêm cái đồng hồ kỹ thuật số vào đây. Cấu trúc truyền thông thì phổ biến nhất vẫn là modbus. Đây vẫn là cái chuẩn truyền thông mà ở cấp trường gần như là thiết bị nào cũng được cài đặt. Modbus thì có thể là RTU, có thể là ASC, đúng không? Và ngày nay người ta hay dùng là modbus TCP/IP, nó dùng chung cái hạ tầng với cả cái mạng LAN, tốc độ nó cũng cao. Dạo này người ta hay dùng cái này. Thế còn modbus RTU là kinh điển. OASCII thì ít khi dùng ở cấp trường bởi vì cái bức điện của nó sẽ có cái chiều dài bức điện hơi lớn, đến là cái lượng thông tin truyền đi nó không được nhiều. Bởi vì ở mạng cấp trường chúng ta cần nhanh, nhanh thì cái gói tin nó càng gọn càng tốt.
thì các bạn có thể tìm hiểu xem là cái mốt RTU thế nào, TCP/IP như thế nào để biết, bởi vì cái này nó rất phổ biến ở trong các thiết bị. Thế còn giao diện vận hành và cài đặt thì chúng ta nhìn thấy lúc nãy rồi, đúng không? Không có gì. Thế còn lắp đặt. Đây là một cái sơ đồ đấu nối mẫu của khởi động mềm Anti-Start 22 của Schneider. Đấy. Thế nhìn vào sơ đồ này thì chúng ta sẽ thấy được là cái cách đấu nối cơ bản của khởi động mềm như thế nào. Nhìn chung là rất là đơn giản, đúng không? Các bạn nghe cho kỹ và chúng ta thấy là những cái sơ đồ như này hoàn toàn có thể xuất hiện trong bài thi. Rất nhiều bạn là nhìn thấy những sơ đồ này trông thì rất dễ, thế nhưng mà cuối cùng thuyết minh là sai hết. Mặc dù là thậm chí là trong bài thi tôi đã có những cái gợi ý để các bạn nhớ lại. Thế thì cái phần đấu nối khởi động mềm này ấy, thì trong tài liệu kỹ thuật của bất cứ hãng nào, thế thôi, khi chúng ta mua thiết bị, chúng ta có thể tải tài liệu kỹ thuật hoặc người ta cấp chúng ta tài liệu kỹ thuật ấy. Trong đó nó sẽ có những sơ đồ đấu nối mẫu, chúng ta hoàn toàn có thể làm theo. Ví dụ những khởi động mềm này nó cần nguồn cấp là 220V cho điều khiển. Thế thì các bạn để ý ở đây lưới chúng ta là 380, đúng không? Thế thì điện áp ở đây nó sẽ là 380 và người ta sẽ phải sử dụng cái biến áp để biến nó thành 220. Nhưng các thiết bị mình đã ký hiệu như thế này, ký hiệu tiếp điểm có hình gạch chéo như này, dấu x như này, thì nó là nhóm thiết bị bảo vệ, đúng không? Thiết bị bảo vệ. Đây chỉ là những cái app format bảo vệ cho các cái nhánh, ví dụ bảo vệ cho bộ biến đổi, bảo vệ cho các cái nhánh điều khiển. Đây là cái cách để người ta bảo vệ phân cấp, đúng không? Phân cấp. Còn những cái thiết bị mà tiếp điểm người ta ký hiệu kiểu như này, tròn tròn như thế này này, thì nó là cái nhóm conductor. Ví dụ chứ chúng ta học bản vẽ rồi, đúng không? Chúng ta học đọc bản vẽ kỹ thuật rồi, chúng ta thấy là KM có nghĩa là conductor cấp điện cho, cấp nguồn cho động cơ, đúng không? Thế cái này chúng ta đã có nói với nhau rồi, đây là line conductor. Và cái này nó sẽ có cái nhiệm vụ là đóng cắt khi mà hệ thống có cái sự cố gì đó mà chúng ta phải đưa vào trạng thái dừng khẩn cấp. Chúng ta thấy ở đây có một cái nút hình nấm, đây chính là nút E-stop. Thế thì cái trình tự vận hành của hệ thống thì bao giờ theo nguyên tắc nha, cái này rất quan trọng đối với những hệ thống mà chúng ta có nguồn điều khiển riêng, phía động lực riêng ấy, thì một nguyên tắc rất quan trọng là không bao giờ được phép để cái hệ thống động lực có điện trước khi hệ thống điều khiển có điện. Nguyên tắc ở đây là gì? Hệ thống điều khiển phải luôn luôn kiểm soát được hệ thống động lực. Có nghĩa là khi khởi động thì chúng ta phải cấp nguồn điều khiển trước. Cái này đặc biệt quan trọng, đặc biệt là với các hệ thống trung thế. Hệ thống trung thế thì cái phần điều khiển nó nằm trong một cái tủ riêng, phần động lực nó nằm trong một tủ riêng. Nếu chúng ta thao tác sai thì có thể dẫn đến những sự cố rất nghiêm trọng, có thể là thiệt hại rất lớn, bởi vì những thiết bị đấy nó rất là đắt tiền, đúng không? Và nó cũng rất là nguy hiểm đối với con người. Thế nếu như mà chúng ta để cái mạch lực mà mất kiểm soát bởi mạch điều khiển ấy, thì cái chuyện gì xảy ra là cái mạch điều khiển nó không biết, nó không báo, không dừng hệ thống được, bởi vì nó được cấp một cái nguồn riêng. Ví dụ như các van bán dẫn có bị cháy nổ ngắn mạch quá dòng hay sự cố bất ngờ gì đó, mà điều khiển nó hoàn toàn không biết gì là chết rồi. Như vậy khi khởi động bao giờ cũng phải cấp nguồn điều khiển trước, nguồn điều khiển nó báo ready thì chúng ta sẽ cấp nguồn động lực, và đây là trình tự 1-2. Khi dừng thì chúng ta sẽ làm ngược lại, đấy là cắt nguồn động lực trước rồi mới cắt nguồn điều khiển, tuyệt đối không được làm ngược lại.
trình tự này cực kỳ quan trọng. Đương nhiên là sau này các bạn mà phải vận hành các thiết bị dưới nhà máy thì người ta sẽ bắt các bạn học cái quy trình này và làm đúng thế này thôi. Chúng ta kỹ sư chúng ta nên biết trước cái chuyện này, đúng không nào? Rồi, như vậy ở đây chúng ta sẽ thấy ngay là để khởi động hệ thống này, chúng ta sẽ phải cấp nguồn điều khiển trước bằng cách là gì? Đóng Q1, đóng Q2, đóng Q3 và rồi đóng Q4 theo đúng trình tự 1, 2, 3, 4. Vâng, như vậy nguồn điều khiển đã được cấp. Thế khi cái thiết bị này được cấp nguồn điều khiển ấy, chúng ta thấy ở đây nó có một tiếp điểm thực mở và tôi sẽ phải lập trình cái tiếp điểm thực mở này sao cho nếu như thiết bị này nó ở trạng thái ready, tức là sẵn sàng, thì nó sẽ đóng cái tiếp điểm này lại. Khi mà đóng tiếp điểm này lại thì chúng ta mới làm sao? Mới có thể ấn nút Start này, ấn nút S2. Khi nút S2 thì chúng ta thấy là tất cả những tiếp điểm mà của các cái thiết bị đóng cắt cấp nguồn nó đã đóng sẵn rồi, đúng không? Thì cái cuộn hút contactor này nó sẽ có điện, đúng không? Nó sẽ có điện theo cái đường, xin lỗi, theo cái đường này, đúng không? Quay về. Đấy. Cái cuộn hút này có điện thì nó sẽ đóng cái tiếp điểm phụ của nó để duy trì khi mà chúng ta nhả tay ra, đúng không? Đồng thời nó đóng cái tiếp điểm mạch lực của nó lại. Lúc đó mạch lực mới được cấp điện. Còn cái chuyển mạch này nó chính là làm cái nhiệm vụ là Start, Stop. Tức là lúc chúng ta muốn khởi động cái động cơ chúng ta chuyển mạch, nó chuyển nó và sang cái nút Start, sang chế độ Start, là động cơ nó sẽ tăng tốc theo đúng cái đường đặc tính mà chúng ta cài đặt. Vâng. Thế còn Stop thì nó sẽ giảm tốc độ dần về theo cái đường đặc tính chúng ta cài đặt. Đấy. Thế còn nếu như có sự cố gì đó xảy ra thì chúng ta chỉ việc vỗ vào cái nút E-Stop này. Vâng. Thì lúc đó cái KM này sẽ mất điện và nó sẽ cắt cái tiết điểm ở phía động lực ra và nó cắt điện cho phần động lực. Như vậy, mặc dù là phần điều khiển vẫn có điện, nhưng mà phần động lực thì làm sao mất điện thì cái động cơ nó không thể quay được nữa, hoặc là nó sẽ dừng tự do, hoặc nó dừng, hoặc nó sẽ dừng theo ma sát, hoặc là chúng ta có thể dùng tiếp điểm phụ của cái contactor này để nối với cả cái gì ạ, phanh điện tử, đúng không? Phanh điện tử thì cái phanh này khi bị mất điện nó sẽ bó luôn cái trục động cơ này lại và hệ thống để rơi vào tình trạng dừng rất nhanh, không gây nguy hiểm tới con người hoặc là thiết bị. Thế nào? Đấy là cái nguyên lý hoạt động của sơ đồ này. Chúng ta chú ý ở đây, khi mà chúng ta lập trình cho các cái cổng vào ra này thì nó bao giờ có hai chế độ. Một là chế độ theo mức, hai là theo sườn, sườn sung. Nghĩa là thế nào? Cái tín hiệu Start này nó sẽ có thể tương đương với cả nút bấm nhạc. Nút bấm nhạc. Đúng không? Hoặc là bấm giữ. Cái này mặc dù nó chỉ là một cái tiểu tiết thôi nhưng chúng ta cũng phải biết. Nếu ở chế độ bấm nhạc thì bao giờ nó cũng sẽ là vận hành tại chỗ. Nha. Tức là nút bấm nó sẽ đặt trên mặt tổ. Thế còn cái chế độ bấm giữ này thường người ta dùng là gì? Nối với PLC. Bởi vì làm cái này khi lập trình với PLC nó sẽ dễ hơn. Cái PLC mà chúng ta lập trình thì nó mô phỏng lại thao tác với nút bấm nhả nó sẽ mất nhiều thời gian hơn. Đúng không? Và nó cũng dễ bị nhiễu hơn khi mà chúng ta gửi cái lệnh đi rất là xa. Tương tự với hãng ABB thì người ta cũng có những cái sơ đồ đấu nối mẫu kiểu như vậy. Ví dụ như ở đây chúng ta thấy nó sẽ khác với Schneider. Ở đây chúng ta thấy là trong này
các cái công tắc tơ bypass ấy, nó được tích hợp sẵn. Thế nhưng với ABB chúng ta sẽ thấy là cái thiết bị bypass này nó lại nằm ở bên ngoài, vì thế mà những cái thiết bị mà cái công tơ bypass nó nằm ở bên ngoài thì nó luôn luôn có một đầu ra bypass để nối với cuộn hút của cái công tơ bypass đó. Còn cái sơ đồ thì cũng tương đương như vậy, chúng ta cũng có start, có stop, đúng không? Và ở đây nó có hai cái chân start stop sẵn rồi, chúng ta cứ nối như thế thôi, đúng không nào? Thì ở đây thì đầu nối thì chúng ta thấy ngay là có một cái khiếm khuyết là chúng ta không có cái chế độ e-stop. Tức là chúng ta không có cái công tơ đường dây ở phía đầu vào của bộ biến đổi, đúng không? Thì cái cách đấu nối như thế này trong thực tế là nó sẽ hơi nguy hiểm này, đúng không? Thế khi lắp đặt khởi động mềm ấy, hay là các thiết bị công suất khác cũng thế thôi, chúng ta luôn luôn phải đảm bảo hai nguyên tắc. Thứ nhất, đấy là chúng ta phải hiểu là nhiệt luôn hướng lên trên, không khí nóng thì nó luôn bay lên trên. Thế nên là khi lắp đặt khởi động mềm ấy, chúng ta đừng bao giờ để một cái thiết bị gì khác nó che chắn ở phía bên trên này. Dậy nhá, dậy mày làm mì nhá. Bên trên này. Bởi vì khi chúng ta để cái thiết bị che chắn lên, đặc biệt đây là thiết bị điều khiển ấy, thì nó sẽ bị hun nóng bởi bộ biến đổi. Nhá. Cho nên là nguyên tắc số 1, không được để thiết bị gì che chắn ở phía bên trên các bộ biến đổi công suất. Mà thì ở trên này nó sẽ là quạt hút, đúng không? Quạt hút thì nó sẽ hút được cái nhiệt này ra ngoài. Thứ hai là chúng ta cũng phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa bộ biến đổi và các cái thiết bị xung quanh. Vẫn là vấn đề tỏa nhiệt thôi, bởi vì ở đây chúng ta còn nhiệt do cái gì? Do bức xạ, do chuyển nhiệt qua cái không khí nữa, đúng không? Bởi vì cái phía bên hông này vẫn là cái cánh tản nhiệt, cho nên khoảng cách tối thiểu chúng ta vẫn phải đảm bảo. Thì nhà sản xuất luôn luôn có những cái con số tối thiểu ở đây để chúng ta tham khảo, đúng không? Thế còn trình tự cài đặt ở đây thì cũng giống như biến tần thôi. Chúng ta sẽ có những cái tham số cơ bản. Cơ bản ở đây là gì? Những tham số ở trên nhãn động cơ, đúng không? Tham số trên nhãn động cơ, ví dụ như tần số lưới bao nhiêu, các thông số định mức của động cơ là bao nhiêu, và đặc biệt chú ý đến cấp bảo vệ nhiệt của cái động cơ. Cấp bảo vệ nhiệt lần trước tôi đã nhắc rồi, đúng không? 10, 20, 30 nó là cái gì nhỉ? Nào gọi thử của anh xem nào, xem có nhớ bài cũ không? Cấp bảo vệ nhiệt của động cơ ý nghĩa là gì? Có bạn nào nhớ không? Nguyễn Đức Giang có đây không? Nguyễn Đức Giang. Nguyễn Đức Giang không có mặt nhá. Nguyễn Tiến Thành có đây không? Alo ạ, dạ có ạ. Cấp bảo vệ nhiệt của động cơ ý nghĩa là gì? Em thấy là như là khả năng chịu dòng gấp 6 lần dòng định mức trong khoảng thời gian 10, 20, 30 giây ạ. Rồi, cảm ơn bạn. Này rất chính xác. Cấp bảo vệ nhiệt nhá, là khả năng chịu dòng định mức trong khoảng thời gian nào? Khả năng chịu dòng gấp 6 lần dòng định mức trong khoảng thời gian nào? Với động cơ xoay chiều, đúng không? Chúng ta chú ý cài đặt cho đúng, bởi cái này nó sẽ theo động cơ. Nếu mà chúng ta cài đặt sai, chẳng may mà chúng ta cái động cơ cấp 10 chúng ta cài đặt cấp 30 thì lúc đấy là nó không bảo vệ được cái động cơ chúng ta nữa, đúng không? Đấy. Đấy, và trong cái cài đặt cơ bản này thì cái
sơ đồ đấu dây inline hay inside delta là chúng ta phải khai báo thật là đúng, đúng không? Bởi vì cách tính toán dòng điện nó sẽ khác nhau. Thực ra là chênh nhau căn 3 lần. Chúng ta khai báo sai thì nó sẽ dẫn đến có vấn đề ngay. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ phải cài đặt được chế độ khởi động và dừng, tức là cái đường đặc tính. Đường đặc tính mà tôi hay vẽ, đúng không? Đường đặc tính ta hay vẽ. Về cơ bản thì nó như thế này, nhưng trong thực tế nó sẽ có thể thêm một số thứ nữa. Tôi lấy ví dụ. Cái đặc tính khởi động và dừng này nó sẽ có một cái đường nó gọi là boost. Boost. Tức là gì ạ? Tại thời điểm mà bạn ấn nút khởi động ấy, thì nó sẽ tăng ngay lập tức, nó tăng điện áp lên 80%. Hoặc là tăng dòng điện lên gấp mấy lần dòng điện trong khoảng thời gian cỡ dưới 1 giây. Để hệ thống thắng ma sát tĩnh đã. Sau đó nó mới quay lại cái đường đặc tính bình thường, gọi là chế độ boost lúc khởi động. Nhưng ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái thông số cơ bản là thời gian tăng giảm tốc, cái điện áp ban đầu. Điện áp ban đầu này nó không phải là cái boost đâu nhá, điện áp dừng. Thế ở lúc dừng ấy thì có thể một số biến tần một số bộ khởi động mềm nó cho cài đặt cái chế độ gọi là step down, tức là thay vì dừng tuyến tính như thế này, đúng không, thì nó sẽ nhảy một phát xuống dưới rồi mới dừng, gọi step down, đúng không? Thì các cái giới hạn đặc biệt là liên quan đến dòng điện và moment ở chế độ khởi động, đúng không? Thế thì với biến tần của với khởi động mềm ABB thì nó có thể cho chúng ta cài đặt chế độ là tăng dần moment lúc khởi động hay là chúng ta giữ moment không đổi lúc khởi động, tùy chúng ta lựa chọn. Tùy chúng ta lựa chọn. Nếu mà nó cho phép cài đặt ở chế độ moment. Ngoài ra thì ví dụ như đây là cài đặt ở hãng Danfoss. Đây tôi muốn minh họa là gì? Mỗi một hãng có thể ta đưa ra một cái profile khác nhau. Ví dụ như Danfoss thì nó có điều khiển dòng điện thì nó sẽ cho phép giữ dòng điện không đổi hoặc là tăng dần dòng điện tuyến tính. ABB thì nó có chế độ moment. Thế còn các hãng khác thì nó có thể chế độ điện áp, đúng không nào? Và ví dụ như ở đây tăng xung moment hoặc dòng điện gấp 5 lần dòng điện mức để chúng ta thắng ma sát tĩnh nha. Thì cái profile của nó lại khác một chút. Rồi. Thì những cái cài đặt cụ thể này thì các bạn sẽ làm bài tập nhá. Tương tự như phần biến tần, chúng ta sẽ có cái bài tập về cái bộ soft starter là chúng ta khảo sát thị trường các hãng cung cấp thiết bị khởi động mềm, đúng không? Chọn một hãng nha, chọn thiết bị của hãng, sau đó tìm hiểu quy trình cài đặt và sơ đồ đầu nối. Sơ đồ đầu nối đây là hai cái quan trọng, đúng không? Khảo sát như này thì chúng ta sẽ biết được là trên thị trường có những hãng nào cung cấp thiết bị thuộc nhóm khởi động mềm, và chúng ta sẽ chọn lấy một hãng. Ở đây chúng ta chọn một hãng thì chúng ta phải tìm hiểu xem là cái thiết bị đó quy trình cài đặt như nào, nó có giống như mà cái mà tôi trình bày ở đây không, hay là có gì khác biệt, đúng không? Tính năng kỹ thuật nó có gì đặc sắc không, đúng không? Rồi sơ đồ đấu nối như thế nào. Đấy. Sơ đồ đấu nối thì sẽ có trong tài liệu kỹ thuật của cái hãng đó, được chưa? Đây chính là cái phần 2, cái bài tập số 2 ở trong cái quyển báo cáo của chúng ta để tính điểm bài tập. Là chính điểm thi giữa kỳ nhé. Được chưa? Như vậy bài tập 1 là biến tần, bài tập 2 là về khởi động mềm. Giúp cuối kỳ các bạn sẽ nộp về báo cáo này. Tôi sẽ cứ đếm số chương và tôi tính điểm thôi. Chưa?
Rồi. Cái phần đối với cả cái khởi động mềm mà điều khiển dòng điện ấy, một trong những cái vấn đề mà chúng ta sẽ phải gặp phải đấy là làm thế nào để tính được cái dòng điện, tính được cái dòng điện đủ để khởi động. Ví dụ tôi có một động cơ với một cái nhãn nhất định, ví dụ phụ tải của tôi nó là cái ví dụ như cái băng tải hay là cái máy nghiền hay là cái máy nén, đúng không? Thế thì tôi sẽ phải tính xem là tôi phải cài đặt dòng điện bằng bao nhiêu để đảm bảo là cái động cơ tôi nó khởi động được, chứ không phải đóng điện vào nó lại không khởi động được. Bởi vì dòng điện sẽ dính đến moment, đúng không nào? Thế thì để làm được việc đó, để làm được việc tính chọn cái dòng khởi động và cài đặt vào thiết bị ấy, thì nó có cái công thức rất là đơn giản. Công thức đấy nó chỉ cần đến một vài thông tin thường là có sẵn. Ví dụ như dòng điện đầy tải, đấy chính là dòng định mức, đúng không? Dòng định mức. Dòng định mức của động cơ, đúng không? Moment đầy tải. Moment đầy tải cũng là của động cơ. Nó chính là moment định mức, đúng không? Dòng ngắn mạch vận hành. Vậy lock rotor current, dòng ngắn mạch vận hành thực ra chính là dòng khởi động. Người ta gọi là ngắn mạch vận hành ở đây có nghĩa là động cơ đang chạy mà bị bó cứng trục lại, thì nó sẽ rơi vào tình trạng ngắn mạch vận hành do cái sức phản động nó quay về không, đúng không? Thì tiếng Anh thì người ta gọi là lock rotor current. Thế còn Việt Nam mình hiểu nó chính là cái dòng khởi động, đúng không? Ví dụ như đặc tính cơ ở đây, đây là tốc độ và đây là moment, đúng không? Thì chúng ta có moment khởi động và dòng khởi động nó ở điểm này, đúng không? Thế còn moment định mức và dòng định mức thì nó tương ứng với cái điểm làm việc này, đúng không nào? Đấy. Thế còn moment ngắn mạch vận hành nó chính là cái điểm này thôi, đúng không? Rồi. Điều kiện khởi động đầy tải hay non tải, hay là moment cần thiết để khởi động máy, nó cần thiết moment cần thiết để khởi động máy, cái này thì chúng ta hoàn toàn có thể tính được cơ học. Ví dụ chúng ta định cái băng tải chúng ta khởi động đầy tải thì chúng ta phải tính được là cái moment mà kéo cái băng tải khởi động này nó là bao nhiêu phần trăm của cái moment định mức của động cơ, đúng không nào? Thế thì ta sẽ có một công thức rất là đơn giản như thế này, bởi vì chúng ta thấy là dòng khởi động cài đặt là dòng khởi động, dòng cần cài đặt nó sẽ có mối liên hệ với cái gì ạ? Moment khởi động, cái này là của tải, đúng không? Lock rotor torque, đây là moment ngắn mạch vận hành đấy, hay gọi là moment khởi động, và lock rotor current là dòng khởi động. Mối quan hệ này nó là thế nào nó có được? Chúng ta cứ dựa vào cái mà chúng ta đã học ở môn cơ sở chuyển động điện. Đây là công thức này người ta dùng trong công nghiệp của hãng ABB, hãng Danfoss người ta dùng. Thì thực ra nó dựa trên cái mối quan hệ như thế nào? Chúng ta biết là moment điện từ của động cơ thì tỷ lệ với cả bình phương của điện áp, đúng không? Mà với động cơ không đồng bộ, thì bình phương điện áp có nghĩa là gì ạ? Bình phương của dòng điện, đúng không nào? Bởi vì dòng điện thì bằng điện áp chia cho tổng trở gì thì nó chỉ là mối quan hệ bậc nhất, cho nên là thực ra là moment sẽ tỷ lệ bình phương với dòng điện. Nó khác với biến tần nhé, chúng ta đừng nghĩ biến tần. Bởi vì sao? Biến tần là thiết bị nó điều chỉnh hai thông số điện áp và tần số thì nó mới có cái mối quan hệ tuyến tính giữa moment và dòng điện. Thế còn với động cơ mà chúng ta chỉ điều chỉnh điện áp thôi thì nó sẽ là mối quan hệ bình phương. Được. Có nghĩa là gì ạ? Moment khởi động, đúng không? Chia cho moment
lốc lúa to này, đúng không? Thì nó sẽ tỷ lệ với cái gì? E star, đúng không? E star phường chia cho cái gì? E lốc lúa to bị phường, đúng không? Và chúng ta nhân chéo ra thì chúng ta sẽ thấy ngay là E star sẽ bằng gì? Cái công thức này ngay, đúng không? Thì công thức này chúng ta nhân chéo lên nó phải E star bình phương, nó sẽ bằng cái gì? E log rho to bình phương nhân với cả T star chia cho T log rho to, đúng không? Và chúng ta hai căn hai vế thì nó sẽ ra cái mối quan hệ này. Đây là cái công thức mà trong công nghiệp sử dụng. Nên chúng ta đây có một cái ví dụ rất là dễ hiểu, chúng ta có thể thấy là cái chuyện tính toán này nếu biết thì nó sẽ cực kỳ là đơn giản, đúng không? Thì tất cả những cái tính toán này nó dựa trên những cái thông số có sẵn trong tài liệu kỹ thuật, chỉ còn cái moment mà cần để khởi động tải là chúng ta sẽ phải tính từ cái mối quan hệ cơ học của hệ thống. Thì những cái này chúng ta đã học ở trong cái phần tính chọn động cơ, tính chọn hệ chuyển động biến tần của môn học cơ sở chuyển động điện, ta cũng đã nói đến rồi, chúng ta sẽ không nhắc lại ở đây. Thì đấy là một cái chú ý khi mà cài đặt cái loại khởi động mềm mà dùng chế độ điều khiển dòng điện, chúng ta chú ý. Tương tự sau khi tính xong thì chúng ta sẽ phải kiểm tra, thì chúng ta vẫn dùng những cái công thức như thế thôi, đúng không? Kiểm tra. Rồi. Thế các cái chức năng IO ở đây thì ở đây tôi minh họa hơi nhiều về cái dòng khởi động mềm của Siemens, của Schneider, anti-start của Schneider. Chúng ta có thể cài đặt các cái chức năng IO nó làm gì, đúng không? Cài đặt chế độ bảo vệ. Với khởi động mềm ấy thì cái chế độ bảo vệ của thiết bị này là đặc biệt quan trọng. Nó được tích hợp rất nhiều chức năng bảo vệ. Ví dụ ngoài cái chuyện là quá dòng quá áp ra thì nó có mấy cái tính năng mà chúng ta phải chú ý. Thứ nhất là thứ tự pha. Cái này rất quan trọng đối với nhóm bơm quạt bằng tải. Vì đây là cái nhóm thiết bị, thậm chí là máy nén nữa. Thì đây là những nhóm thiết bị mà không được phép quay ngược. Tôi biết là quạt mà quạt thông gió chẳng hạn trong các hầm mỏ. Nếu mà chúng ta để nó quay ngược thay vì nó hút khí tự nhiên từ bên ngoài vào, thì nó sẽ hút hết oxy từ bên trong lò đi ra, và lúc đấy là có ông chết ngạt, đúng không? Bơm mà quay ngược thì thay vì đẩy nước đi thì nó sẽ hút nước. Và quan trọng hơn nữa ấy, đặc biệt là với cái thiết bị như bơm ly tâm chẳng hạn, việc quay ngược thì do cái cấu tạo của cái cánh của nó ấy, người ta đã cấu tạo để nó quay theo một chiều rất là tốt với ít lực cả. Nhưng nếu chúng ta quay ngược lại thì cái lực tác động của cái cánh bơm này nó sẽ cực lớn, và nó sẽ làm cái cánh bơm nó bị hỏng, cánh công tác nó bị hỏng. Còn băng tải chúng ta thấy là một đằng trở đi thì mà quay ngược thì là không được, đúng không? Thì người ta sẽ bảo vệ cái đó bằng thứ tự pha. Bởi vì sao? Cái thiết bị chúng ta khi lắp đặt như thế này ấy, chúng ta có thể thực hiện cái quá trình đấu nối rồi sửa chữa bảo dưỡng, đúng không? Chúng ta vô tình chúng ta đảo thứ tự 2-3 pha đổ vào này thôi ý, thì dẫn đến là cái chiều quay của động cơ thay đổi, và khi đó chúng ta không biết được, đúng không? Thế với việc set up cái chế độ bảo vệ thứ tự pha, nếu như ông bảo dưỡng thiết bị ông ấy mà đấu sai thứ tự pha một cái, thiết bị lập tức nó báo lỗi và nó không cho quay nữa. Nên là cái thứ pha này là cái bảo vệ rất là quan trọng, đúng không?
Ngoài ra là mấy cái bảo vệ, ví dụ bất pha, đương nhiên bất pha động cơ chúng ta quay nó sẽ bị, ví dụ động cơ ba pha mất một pha nó vẫn quay, nhưng moment chúng ta hình dung là gì, cái từ trường quay nó không tròn nữa và nó sẽ bị méo như thế này, và nó sẽ sinh ra cái lượng đập mạch, moment đập mạch, tức là gì ạ, nó sẽ có hiện tượng dao động ở trục ngang này và nó sẽ gây ra tiếng ồn rất lớn và nó sẽ phá vỡ cái ổ bi gối đỡ trục động cơ. À, cho nên là mất pha là phải dừng ngay. Đúng không? Thế thì còn cái những cái bảo vệ như mất cân bằng điện áp pha cũng thế, nó cũng sẽ làm cho cái từ trường quay chúng ta không tròn mà nó. Tất nhiên là nó không nghiêm trọng bằng mất pha nhưng mà cũng không thể vận hành lâu dài được. À, thì đấy là một số cái chế độ bảo vệ tôi cần lưu ý. Chúng ta nghỉ giải lao khoảng 10-15 phút, sau đó chúng ta sẽ quay lại học tiếp nha. Vâng.
Alo. Alo. Dạ. Alo. Dạ. Bạn nghe rõ không? Dạ có ạ. Tiếng có bị méo gì không đấy? Không thể ạ. Hình nó có lướt đi không? Vẫn đang ở 4.3. À rồi, chuyển rồi ạ. Còn ạ. Có vẻ hơi chậm, tôi vừa mới chuyển sang cái máy tính ở phòng khác. Ok. Thế thì chúng ta đang nói về phần cài đặt khởi động mềm đúng không? Chúng ta chú ý khi mà chúng ta cài đặt chế độ bảo vệ thì nó có cái chế độ bảo vệ thứ tự pha là và rất quan trọng đúng không? Thì tôi vừa mới nói rồi. Các bạn đợi thêm một phút nữa để tôi chuyển sang 4G nhé, bởi vì tôi ở chỗ này cái wifi nó lại yếu đi rồi. Nó tôi thấy hình nó rất chậm, tôi vẽ trên máy tính mà trên điện thoại chưa thấy gì. Rồi, ok. Rồi, thấy có vẻ nhanh hơn rồi. Rồi. Thế thì ngoài ra, khởi động mềm nó còn có một chế độ cài đặt gọi là chế độ khởi động nhiều động cơ. chúng ta thấy là ở chế độ khởi động nhiều động cơ ấy, nhất là chế độ khởi động tuần tự ấy, thì khởi động mềm nó sẽ giới hạn một số thứ. Thứ nhất là số lần khởi động cho phép. Cái này cũng rất là quan trọng, bởi vì nếu mà chúng ta khởi động không thành công nhiều lần, chú ý là nếu trong thực tế chúng ta khởi động không thành công nhiều lần thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu xem nguyên nhân mà nó khởi động không thành công là cái gì. Chứ không phải là khi chúng ta cứ bấm khởi động không được chúng ta lại bấm lại và cứ như thế là không ổn, đúng không? Thì chúng ta luôn luôn phải hạn chế số lần khởi động cho phép cũng như là chu kỳ khởi động cho phép, bởi vì cách khởi động mềm của chúng ta khi khởi động ấy nó có một cái đặc điểm như này. Nếu như ví dụ chúng ta đang tăng dần điện áp, đúng không? Thế nhưng mà dòng điện của động cơ nhá, nó vẫn theo dõi. Nếu như dòng điện nó vẫn nằm trong giới hạn cho phép thì nó tiếp tục tăng điện áp. Thế nhưng đến một cái điểm này, nó dòng điện đột nhiên nó vọt lên trên cái giới hạn cho phép là bộ khởi động mềm nó sẽ không tăng nữa, không tăng điện áp nữa. Nó đợi khi nào mà dòng điện nó quay về dưới cái ngưỡng cho phép thì nó mới tiếp tục tăng điện áp. Đến khi nào mà đến giá trị xác lập. Thế như thế này thì gọi là khởi động thành công. Thế nhưng mà nếu cái tình huống xấu là gì? Dòng điện nó cứ ở trên này, nó không xuống. Đúng không? Thì là sau một khoảng thời gian khởi động mềm nó sẽ dừng lại. Đấy, tôi nghĩ là chúng ta khởi động không thành công. Thế thì cái đấy là cho một chu kỳ khởi động. Còn nếu như nhiều chu kỳ khởi động, ví dụ tôi khởi động cái động cơ số 1, đúng không? Lần 1 không được, lần 2 lại không được. Đến lần thứ 3 thì tổng cái thời gian của 3 lần khởi động này nó mất khoảng 5 phút rồi. Nếu mà tôi cài đây là 5 phút thì nó sẽ dừng hệ thống lại, nó không cho tiếp tục khởi động nữa, và chúng ta sẽ phải kiểm tra nguyên nhân là gì, đúng không? Thời gian lớn nhất trong một lần khởi động chính là cái mà tôi vừa mô tả, đúng không? Bình thường nếu mà suôn sẻ thì cái đặc tính khởi động nó sẽ có cái thời gian tăng tốc, chính là thời gian khởi động. Thế nhưng mà nếu có sự cố xảy ra thì làm sao? Cái quá trình khởi động nó sẽ bị kéo dài hơn. Và nếu cái khoảng thời gian này lớn hơn cái thời gian lớn nhất trong một lần khởi động mình cài đặt đấy, là nó cũng dừng hệ thống lại và báo lỗi. Đấy. Cho nên là cái vấn đề khởi động động cơ nó cũng có một số cái mà chúng ta phải lưu ý, đúng không? Ví dụ như số lần khởi động cho phép này, chu kỳ cho phép này, và thời gian lớn nhất cho một lần khởi động, tất cả đều
để đảm bảo an toàn cho cái động cơ thôi, đúng không? Cái phần cuối của cái bài giảng này là một số những cái sơ đồ, một số cái sơ đồ đấu nối. Ở đây tôi sẽ không thuyết minh nữa và các bạn sẽ phải về nhà tự đọc nha, tự đọc. Bởi vì khi đi thi tôi sẽ bốc một vài cái sơ đồ trong này cho bài thi và yêu cầu các bạn thuyết minh. Tôi đã thuyết minh mẫu một cái sơ đồ của hãng Schneider rồi, đúng không? Thế những cái còn lại thì các bạn tự đọc, tự suy luận nha. Bởi vì tôi sẽ nhặt ở đây ra và đưa vào bài thi. Được chưa nào? Rất nhiều sơ đồ. Rồi. Như vậy là chúng ta đã kết thúc cái phần thứ hai về cái thiết bị khởi động mềm. Đây là nhóm thiết bị rất là phổ biến. Rất là phổ biến nhá. Nó phổ biến không kém gì biến tần. Bởi vì nó trong một số ứng dụng thì người ta sẽ dùng nó bởi vì nó rẻ hơn biến tần. Được chưa? Rồi, thế thì trong phần này có bạn nào còn thắc mắc gì nữa không? Có hỏi gì không? Nếu không chúng ta sẽ chuyển sang bài tiếp theo. Có ai thắc mắc gì trong cái phần này không? Không ai hỏi gì gì? Hay là lại chạy đi ăn sáng hết rồi? Được không? Rồi, ok, nếu không bạn nào hỏi gì thì chúng ta sẽ chuyển sang bài khác. Vâng. Đấy là chúng ta sẽ chuyển sang cái phần đầu tiên. Ứng dụng của những nhóm thiết bị chúng ta đã học vào một cái hệ thống là hệ thống băng tải. Bắt đầu từ buổi này trở đi thì chúng ta sẽ học về các cái nhóm thiết bị phổ biến trong công nghiệp. Thế còn biến tần và khởi động mềm hay là cái bộ truyền bộ điều khiển động cơ DC thì nó chỉ là một phần trong cái hệ thống này thôi. Chúng ta còn có hệ thống gia nhiệt rồi hệ thống trong các kho xăng dầu nữa thì nó sẽ có những cái nhóm thiết bị khác. Thế đầu tiên, hệ thống băng tải. Băng tải là một cái nhóm thiết bị dùng để vận chuyển, đúng không? Vận chuyển dùng rất nhiều các cái nhà máy lớn, ví dụ như là nhà máy xi măng, các cái mỏ than, đúng không? Người ta dùng rất nhiều băng tải để vận chuyển bởi vì nó là thiết bị vận chuyển liên tục, đúng không? Nó sẽ có năng suất cao hơn. Hoặc là ở trong các cái nhà máy sản xuất dược phẩm, thực phẩm, kể cả làm cơm hộp, thế các cái hầu hết các cái nhà máy mà sản xuất những cái thứ đó thì người ta đều sử dụng các thiết bị vận chuyển liên tục, bởi vì đơn giản là chúng ta cứ hình dung là vận chuyển gián đoạn nó sẽ có năng suất kém hơn, đặc biệt là khi cái khối lượng hàng hóa chúng ta phải vận chuyển lớn, ví dụ như là mỏ đá hay là mỏ than thôi ở những cái nhà máy. Thế thì khi mà khai thác được ấy, thì bao giờ người ta cũng có cái nhu cầu là đong đếm, đúng không? Xem là tôi khai thác được năng suất là bao nhiêu. Hôm nay tôi đào bao nhiêu tấn than, bao nhiêu tấn đất đá, bao nhiêu tấn khoáng sản. Thế thì nếu như mà chúng ta không sử dụng băng tải thì chúng ta sẽ phải dùng cái gì? Chúng ta sẽ phải dùng các mỏ, người ta sẽ dùng các xe tải hạng nặng, đúng không? Cộng với các cái chạm cân. Cân. Thế dẫn đến là gì ạ? Tôi sẽ phải bốc dỡ, đúng không? Tôi cho lên xe tải, chạy các chạm cân xong rồi mới đổ, đúng không? Chỉ cái quá trình đấy nó yêu cầu thứ nhất là nhân lực rất là nhiều. Nhiều nhân lực, đúng không? Thực ra năng suất lại không cao. Không cao. Mà lại tương đối là tốn kém. Tốn kém. Thế thì thay vì đó tôi dùng một cái băng tải cỡ lớn, tôi vận chuyển liên tục hàng hóa là than, là đất đá, là những cái thứ mà tôi khai thác được từ mỏ đến thẳng cái nơi tập kết vật liệu. Và trên băng tải tôi bố trí những cái cân động là tôi có thể tính ra được năng suất, sản lượng. Đúng không? Sản lượng. Đấy. Được chưa?
cho nên là rồi thế thì đối với băng tải chúng ta có hai cái thông số cơ bản, một là năng suất. Đấy, ví dụ năng suất thì thường người ta đơn ghi có đơn vị là tùy từng loại hàng hóa vận chuyển, ví dụ như tấn trên giờ, có thể là kg trên giây hoặc là kg trên phút, đúng không? Thế để có được cái thông số năng suất này ấy, thì chúng ta sẽ phải có cái thông tin gì ạ? Khối lượng và vận tốc, đúng không? Bởi vì tấn trên giờ chẳng qua là gì ạ? Chúng ta có vận tốc, ví dụ mét trên phút, đúng không? Hay là kg trên mét nhân với cả mét trên phút, thì chúng ta sẽ ra được là kg trên phút. Thế có nghĩa là để có được cái năng suất thì tôi sẽ phải đo được cái gì? Phân bố của vật liệu, tức là kg trên mét, hay là tấn trên mét, hay là tạ trên mét gì đó, đúng không? Và vận tốc của cái băng tải này. Đây cũng là hai thông số mà chúng ta phải đo đối với hệ thống muốn kiểm soát năng suất và sản lượng. Thế còn sản lượng thì tôi sẽ tính tích phân lên. Sản lượng thì bằng tích phân của năng suất theo thời gian thôi. Nó là tích lũy mà, đúng không? Đấy, ví dụ như sau 24 giờ thì tôi tích lũy được bao nhiêu tấn, bao nhiêu tạ. Đối với băng tải. Thế băng tải ngoài ra nó còn có một cái vai trò nữa là như thế này. Thế ngoài cái vận chuyển nguyên vật liệu ra thì nó còn một vai trò nữa cũng rất hay dùng trong các nhà máy xi măng, đấy là phối trộn. Không chỉ nhà máy xi măng đâu, phối trộn nguyên liệu. Bởi chúng ta thấy là trong thực tế có rất nhiều những cái thứ sản phẩm, thứ thành phẩm đã được tạo ra bởi hỗn hợp của nhiều loại nguyên liệu khác nhau. Ví dụ như xi măng. Xi măng thì được tạo ra bởi cái gì ạ? Than đá, đá vôi, đúng không? Đá sét, thạch cao và một số loại phụ gia nữa. Thế đầu tiên là người ta sẽ phải trộn những cái thứ này lại theo một cái tỷ lệ nhất định, đúng không? Ví dụ như than đá bao nhiêu phần trăm, đá vôi bao nhiêu phần trăm, đá sét bao nhiêu phần trăm, thạch cao bao nhiêu phần trăm. Thế để làm được phần trăm ấy thì tôi lại có hai cách. Giống như vận chuyển liên tục và gián đoạn thì ở đây tôi có cân liên tục và cân mẻ. Thế cân mẻ là gì ạ? Tôi làm mấy cái bể hay là cái thùng chứa, đúng không? Thế dưới này tôi có một cái thùng to hơn, thùng trộn. Ví dụ như là mỗi một mẻ tôi cân 10 tấn thì than đá chiếm bao nhiêu phần trăm đấy, thì tôi tính ra số cân tương đương tôi đổ vào đây. Đổ vào đây. Đủ rồi thì tôi mới mở cửa xả đáy này ra, đúng không? Xả hết vật liệu xuống đây. À, xong tôi trộn. Trộn. Lại lưu ý cái đoạn trộn này, bởi vì hồi trước có rất nhiều bạn làm luận văn, đúng không? Chúng ta làm về hệ thống cân mẻ này, cân mẻ trong xi măng. Thì về logic thì các bạn lại làm hơi ngược một tí, tức là chúng ta đổ cái vật liệu này xuống rồi mới quay cái động cơ này. Làm như thế là không đúng nhé, bởi vì khi chúng ta đã đổ đầy vật liệu đây rồi mới quay động cơ thì cái động cơ này sẽ rơi vào chế độ khởi động rất là nặng, thậm chí là có thể bị bó trục lại không quay nổi. Đúng trình tự là chúng ta sẽ phải quay cái động cơ này trước rồi mới xả cái cửa đáy này. Thế nhưng mà không hiểu sao rất nhiều bạn từ năm nọ sang năm kia làm cái đồ án này và lặp đi lặp lại cái sai lầm này. Đấy là ra hội đồng năm nay góp ý thì cái bạn năm nay nhận cái góp ý, các bạn sang năm làm cái này lại tiếp tục lặp lại cái sai lầm này. Gần đây tôi nói trước luôn, bạn nào chẳng may mà làm cái hệ thống này thì nhớ cái logic là gì. Cái động cơ này phải quay trước khi chúng ta xả gì đó xuống, không là nó sẽ bị nguy cơ bị bó trục động cơ, đúng không? Thế cái kiểu cân mẻ này thì nó có mấy nhược điểm là năng suất thì nó thấp và độ chính xác thực ra nó không cao. Bởi vì sao ạ? Chúng ta sẽ phải căn chỉnh cái khoảng thời gian đóng mở cái cửa xả này để làm sao cho cái vật liệu dôi dư nó rơi xuống, nó không gây ra sai số, mà cái việc này rất khó.
Đúng, bởi vì vật liệu của ta nó có độ nhớt khác nhau, độ kết dính khác nhau. Đấy. Thế thì thay vì dùng cái này thì bây giờ trong sản xuất người ta sử dụng hệ thống cân liên tục. Cân liên tục nghĩa là thế nào? Có nghĩa là tôi có một cái băng tải chính, đúng không? Băng tải chính. Và tôi sẽ có rất nhiều cái băng tải ngắn, loại nhỏ. Tôi đổ nguyên liệu vào đây. Băng tải chính này nó chạy liên tục và nó vận chuyển vật liệu đi. Đến một cái máy trộn. Máy trộn hoặc là máy nghiền. Đối với nhà xi măng, nhà máy xi măng thì nó là máy nghiền. Thế thì mỗi một cái băng tải này tôi sẽ cài đặt cho nó một cái năng suất nhất định, đúng không? Đây là Q2, Q3, Q4. Tỷ lệ với nhau theo một cái tỷ lệ nhất định. Đấy. Khi chúng ta điều khiển thành công cái năng suất ở từng băng tải thì cái tỷ lệ phối trộn ở trên này nó sẽ là gì ạ? Nó sẽ là chính xác. Và đến cái máy trộn này thì nó chỉ đồng nhất thôi. Thì cái này dùng đặc biệt nhiều. Ví dụ như để sản xuất xi măng thì chắc chắn là người ta sử dụng cái hệ thống cân liên tục, hệ thống phối trộn, nó gọi là cân băng định lượng. Còn ngoài ra thì người ta còn sử dụng ở nhiều hệ thống khác, ví dụ như là sản xuất các loại bánh, bột giặt. Đây là xi măng. Thế thì chúng ta sẽ xem một clip rất là ngắn để chúng ta thấy là cái hệ thống băng tải nó hoạt động như thế nào, đặc biệt là hệ thống băng tải ngắn, đúng không? Các bạn thấy là đây là có một băng tải ngắn, đúng không? Các thông số người ta giám sát, chúng ta thấy tấn trên giờ kia đấy chính là năng suất. Rồi, như vậy là chúng ta đã thấy rõ vai trò của cái băng tải trong các cái hệ thống sản xuất. Thứ nhất là để vận chuyển liên tục. Thứ hai là phải phối trộn nguyên liệu. Vận chuyển ở đây có thể là từ nơi khai thác đến nơi xử lý, đến kho bãi, hoặc là vận chuyển làm cái khâu trung gian giữa các cái hệ thống sản xuất. Đó. Rồi. Về cấu tạo chúng ta mặc dù là không phải là người làm cơ khí, đúng không, nhưng chúng ta cũng biết một chút về cái băng tải này nó cấu tạo như thế nào để sau này ví dụ, bởi vì cái cấu tạo này nó cũng sẽ liên quan một chút đến phần điện của chúng ta, cũng như đặt cảm biến ở đâu, đo cái gì, đúng không? Thế thì băng tải chúng ta nó sẽ có cấu tạo điển hình như sau. Hai đầu băng tải bao giờ cũng là hai cái, ta gọi là hai cái tang chống. Tang chống nhá. Tang chống. Thế một trong hai tang chống nó sẽ được nối với động cơ chuyển động. Cái tang chống nối với động cơ thì nó gọi là tang chống chủ động. Chủ động. Thế cái còn lại là bị động. Đúng không? Động cơ
thì bao giờ nó sẽ có hộp số, hộp số giảm tốc hoặc là pulley đa chuyển. Bởi vì sao? Cái băng tải chúng ta thường nó di chuyển với vận tốc dài V này, nó nhỏ cỡ khoảng dưới 5 m/s, dưới 5 m/s. Cho nên là để khai thác tốt nhất cái động cơ đó thì bao giờ người ta sẽ kéo theo một cái hộp số để khuếch đại moment, đồng thời giảm cái vòng quay của động cơ xuống cái giải phù hợp để chạy băng tải này. Đúng không? Rồi, như vậy là chúng ta có cái tang trống. Thế còn ở quấn quanh cái tang trống thì đương nhiên là cái mặt băng rồi, đúng không? Mặt băng, băng tải. Mặt băng tải thì nó có nhiều loại, thì chúng ta sẽ xét xong. Thế còn để đảm bảo cái băng tải nó được căng đều thì ở dưới người ta bố trí các cái con lăn. Con lăn, đúng không? Thế con lăn đấy người ta sẽ bố trí chỗ thì dày, chỗ thì thưa. Chỗ dày ở chỗ nào? Ở chỗ cửa nạp liệu ấy, gọi inlet, chỗ cửa nạp liệu. Khi mà vật liệu nó đổ xuống cái cửa nạp này ấy, thì chỗ này người ta phải bố trí con lăn rất dày. Thậm chí là người ta có thể thêm một cái impact plate, tức là một cái vật liệu cứng và phẳng ở đây. Để làm sao? Cái mặt băng này nó không bị dao động hoặc là bị xuyên thủng bởi vật liệu. Ví dụ đất đá lộn nhộn sẽ có cái cạnh sắc nhọn nó lao xuống đây là nó có thể làm cho cái mặt băng này nó bị thủng. Thì người ta sẽ phải bố trí những cái impact plate hoặc là trí con lăn rất là dày. Thế còn những cái ở vị trí còn lại thì người ta chỉ cần bố trí nó thưa thôi, không cần dày. Vì lúc này vật liệu nó đã ổn định rồi. Đúng không? Thế đâu đó ở giữa cái chỗ này thì người ta sẽ đặt một cái thiết bị gọi là load cell. Load cell chính là cái cảm biến trọng lực, đúng không? Nó dùng để cân cái áp lực của vật liệu lên trên mặt băng. Có nghĩa là nó sẽ tính ra được là cái phân bố của cái vật liệu trên một đơn vị chiều dài, phân bố khối lượng trên một đơn vị chiều dài là bao nhiêu. Thường là đơn vị chúng ta sẽ phải tính là kg trên mét, và cái này chúng ta sẽ phải hiệu chỉnh, đúng không? Đấy. Thế còn ở phía dưới này, khi mà chúng ta đổ vật liệu xuống ấy thì để đề phòng nó còn dính lên bề mặt ấy, thì đây người ta sẽ có cái thiết bị làm sạch gọi là belt scraper, thực ra là một cái lưỡi gạt, đúng không? Tất cả vật liệu dính đây nó gạt rơi hết rồi, gạt rơi ra, tránh nó quay trở lại rồi gây kẹt ở chỗ như thế này. Đấy. Thì đấy là cấu tạo cơ bản của một cái băng tải. Tất nhiên đây là loại băng tải ngắn. Ê, băng tải dài thì nó cũng tương tự thôi, nhưng mà số lượng con lăn nhiều hơn. Thế thì trên băng tải này, ngoài những cái thứ đó ra thì nó còn có những thứ gì khác thì chúng ta sẽ dần dần tìm hiểu. Ví dụ trên băng tải chúng ta bố trí cảm biến gì, đo ở đâu, đo như thế nào, đúng không? Có cái thiết bị phụ trợ gì, thiết bị phụ trợ, rồi hệ thống điều khiển. Đấy chính là những cái thứ mà chúng ta sẽ giải quyết trong cái bài này, đúng không? Rồi, thế đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhìn qua xem là băng tải thì nó có những cái loại nào. Bởi vì cái chúng ta nhìn thấy mới chỉ là một loại băng tải dây đai thôi, đúng không? Thế trong thực tế nó sẽ có một số loại. Thứ nhất là băng tải xích. Chúng ta thấy ngay là bề mặt của băng tải, đúng không? Nó không phải là dây đai, không phải cao su, mà là những cái miếng sắt. Thế cái này thường là dùng cho những hệ thống mà nó phải chịu nhiệt cao nha. Hoặc là hàng hóa chúng ta thuộc diện rất nặng và cứng. Nặng và cứng, không thể dùng băng tải cao su được. Ví dụ như tên này là các cái chi tiết cơ khí, các chi tiết cơ khí, máy móc. Hoặc là ví dụ như tôi đã gặp là cái dây chuyền nướng bánh. Chính là ở ngày xưa là ở dưới nhà máy bánh kẹo Hải Hà, chỗ chợ mơ ấy.
không biết bây giờ nó chuyển đi đâu rồi, còn đấy không thì tôi không biết. Thì nó có cái dây chuyền nướng bánh trung thu, gọi là nướng bánh, nó dùng nướng nhiều loại bánh, trong đó có bánh trung thu của chúng ta. Cứ đến mỗi dịp trung thu đến là chúng ta xài đấy. Thế cái dây chuyền nướng bánh này nó làm như thế nào? Thế đầu vào là nguyên vật liệu, đúng không? Đầu vào là nguyên vật liệu, nó xuống cái đây nó sẽ có cái nguyên liệu đầu vào này, xong rồi tạo khuôn này, ra nó dập cho một cái là ra cái hình cái bánh. Thế sau nó sẽ đi qua một cái hệ thống băng tải xích, băng tải xích rất dài, rất dài. Thế trên băng tải đó thì người ta bố trí một cái buồng gọi là lò nướng. Lò nướng này nó sẽ có hệ thống thanh đốt, đúng không? Sau đó nó dùng quạt nó thổi cái nhiệt tuần hoàn ở trong này. Và khi cái bánh chúng ta nó chạy qua cái dây chuyền này, thì chạy qua cái lò này, thì đầu vào là bột còn sống, đầu ra là chín, đúng không? Nó cho chạy thêm một đoạn để làm mát, làm mát. Xong ở đây thì đến cuối này thì có máy đóng vỏ, đúng không? Đóng vỏ. Thế xong rồi công nhân người ta chỉ việc nhặt cho vào một cái rổ thôi. Thì đấy là một cái dây chuyền khép kín, và trong đó bởi vì cái lò nướng này có nhiệt độ rất cao, nên là người ta sẽ phải nướng bánh thì nó cỡ khoảng 180 độ, thì người ta sẽ phải sử dụng băng tải xích. Băng tải nữa mà chúng ta có thể gặp là băng tải gầu. Gầu gầu bật mic nhỉ, bạn đang bật mic tắt đi nhá, nó lật xoẹt gì. Băng tải gầu này thì nó dùng để vận chuyển hàng hóa theo cái phương thẳng đứng. Trong này bạn sẽ thấy là nó sẽ có những cái gầu mốc như thế này. Thế những cái gì mà nó cần vận chuyển ấy, nó sẽ tọt vào trong này. Vâng, tọt vào trong này. Thì đi đến đây là nó đổi sang cái phương nằm ngang và nó sẽ đổ ụp xuống đây. Thì gọi là băng tải gầu. Rồi, đây chúng ta có hệ thống băng tải phổ biến nhất hay gặp ở các cái nhà máy. Đấy là băng tải dây đai hay băng tải cao su. Thì trên đấy chúng ta thấy là cái mặt băng này là làm bằng vật liệu cao su nhiều lớp. Thế còn một cái nữa, trong trường hợp những cái thứ mà hàng hóa vận chuyển nó là chi tiết cơ khí và khá là nặng, thì việc để trên những cái băng tải như này nó không phù hợp. Ví dụ nếu như tôi để trên băng tải bằng sắt ấy, thì những cái chi tiết này nó có thể làm bị xước sát, đúng không? Nếu để băng tải cao su nó nặng quá thì nó sẽ người giãn cái băng này ra thì cũng không được. Lúc đó người ta sẽ treo nó lên, không va chạm, đó, treo nó lên. Đấy. Thế còn một loại nữa là băng tải mà người ta dùng cái gọi là power roller. Power roller tức là dùng con lăn chủ động. Thế chúng ta thấy là con lăn bình thường thì nó chỉ là những cái trục tròn, nó quay quanh một cái ổ bi. Chúng ta lấy tay nó đẩy nó quay tít được. Thế nhưng cái con lăn chủ động này là gì ạ? Người ta sẽ dùng một cái động cơ, và động cơ đấy nó sẽ chuyển động cho một nhóm con lăn, chứ không phải là chuyển động cho một con lăn nhé. Chuyển động cho một nhóm con lăn. Thế thay vì chúng ta dùng tang trống thì có kích thước khá to và nặng, thì người ta sẽ sử dụng cái power, cái con lăn chủ động này. Đấy. Thì nó cũng vận chuyển được hàng hóa và nó cũng chịu được nhiệt độ cao nữa. Rồi, thế để vận chuyển những vật liệu mà có cái độ nhớt cao nhá, độ nhớt cao, ví dụ như xi măng đã trộn xong, hoặc là các loại vật liệu dạng hạt, thì người ta sẽ dùng vít tải. Vít tải là cái trục vít này thôi. Trục vít này nó chạy, nó xoắn và nó đẩy cái vật liệu này đi. Đặc biệt là cái loại mà có độ nhớt cao như kiểu xi măng trộn rồi, hoặc là các loại vật liệu đã được nghiền, ví dụ như là các loại gì nhỉ, các loại rau củ quả mà đã nghiền rồi trong các nhà máy, hoặc là bã của các loại đó, thì người ta đùn ra bằng cái vít tải. Thế còn cái băng tải rung này thì nó làm việc trên cái nguyên tắc là gì ạ?
nó dùng một cái động cơ, và ở đây nó cơ cấu như kiểu cơ cấu cam, khi nó quay nó sẽ làm cho cái này nó rung bần bật lên. Rung bần bật lên thì các cái vật liệu này nó sẽ tự nó rơi xuống theo trọng lực. Ví dụ như ở đây các cái dây chuyền mà vận chuyển các cái loại hạt, hoặc là trong dây chuyền sản xuất thuốc, người ta hay dùng cái sàng rung này. Một chỗ khác các bạn cũng có thể gặp thứ này đấy là ở các cái mỏ đá. Thế người ta khai thác đá xong ấy thì người ta sẽ phải đưa vào cái máy búa, máy búa để nghiền cái đá, để đá hộc thành cái đá nhỏ. Thế thì nó sẽ có một cái gọi là cái sàng rung. Sàng rung cũng theo nguyên tắc này thôi. Thế thì xe tải nó sẽ đổ đá lên cái sàng rung, mà nó sẽ rung 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 và nó đẩy những cái viên đá hộc ấy xuống một cái hố gọi là để đưa vào một cái gọi là máy búa. Máy búa, máy nghiền búa. Xuống đây là nó sẽ có những cơ cấu nó đập những viên đá ấy, nhỏ ra thành những viên đá nhỏ. Thì sau đó nó sẽ đưa vào cái máy máy nghiền tiếp một lần nữa thì nó sẽ ra cái đá vụn vụn bé bé mà chúng ta dùng trong xây dựng. Đấy, gọi là sàng rung. Nếu như mà các bạn có dịp mà đứng cạnh cái máy này thì các bạn sẽ thấy là lúc nó hoạt động mặt đất xong rồi nó rung, mặt đất xung quanh nó rung chuyển lên như là động đất, như là động đất. Thì cái này ngày trước tôi cũng hay làm cái nhà máy xi măng thì đã có dịp ngồi ở đấy rồi, ngồi ngay cạnh cái máy ngay búa là nó đập rung mặt đất, rung bần bật lên để cốc nước ở trong phòng mà nó rung rinh rung rinh, rất là nhức đầu. Rồi thì đấy là một số cái về phân loại các loại băng tải. Ngoài ra còn một cái hình thức vận chuyển khác mà chúng ta ở đây tôi quên không nói đến. Thế nếu mà cần vận chuyển cái vật liệu mịn, bột mịn ấy, thì người ta còn sử dụng một cái hình thức vận chuyển kiểu khác, đấy là dùng máng khí động, cũng là một hình thức vận chuyển. Tất nhiên chúng ta không gọi nó là băng tải, đúng không? Đây tôi muốn nói thêm là hình thức vận chuyển vật liệu dạng bột mịn thì người ta dùng máng khí động. Với bột mịn ví dụ như xi măng mà đã nghiền xong ấy, chúng ta sờ chúng ta thấy nó dạng bột rất là mịn. Nếu chúng ta để lên những cái thứ như thế này chỉ cần một cơn gió nhỏ thôi là bay mù mịt hết cả lên, và chắc chắn nó rơi vãi rất nhiều. Thế thì người ta sẽ sử dụng cái hệ thống máng khí động. Thực chất là gì? Nó là một hệ thống đường ống kín. Thế xong ở đây người ta bố trí cái quạt. Cái quạt gió, quạt thổi. Tất nhiên là trong đường ống này nó vẫn có những cái van, đúng không? Nó vẫn có những cái van. Thế khi nào mà tôi cần vận chuyển ấy thì tôi sẽ mở cái van này ra cho vật liệu chảy xuống, tôi quạt thổi cái này bay đi trong đường ống này thì ta gọi là máng khí động, bởi vì cái này nó dạng bột rất là mịn nên là thổi nó bay ngay. Đấy. Chỉ người ta không dùng băng tải hay là cái gì cả, đúng không? Đấy là một kiểu. Rồi về hệ chuyển động cho băng tải, phần chính cho cái hệ thống băng tải vẫn là phần chuyển động thôi, đúng không? Thì chúng ta sẽ có một số cái nhận xét về cái hệ chuyển động cho băng tải như sau. Thứ nhất, chế độ làm việc của hệ thống băng tải thì đều là dài hạn. Dài hạn thì chúng ta sẽ phải chọn động cơ S mấy, chế độ làm việc S mấy. Nào cả lớp, trước học về các cái tiêu chuẩn về động cơ đúng không? Tiêu chuẩn về thiết bị. Thế thì cái động cơ chúng ta có mấy chế độ làm việc, nó ký hiệu bằng chữ S ấy, thì chúng ta phải chọn động cơ S mấy. Các bạn nào nhớ không? Trần Đình Cảnh có đây không? Em có ạ. Động cơ chúng ta sẽ chọn chế độ làm việc S mấy nhỉ? Em không nhớ ạ. Nhớ à? Cơ chúng ta, rồi, cơ chúng ta có 10 chế độ làm việc khác nhau, ký hiệu từ S1 đến S10.
ở đây chúng ta sẽ phải chế độ S1, chế độ làm việc dài hạn, đúng không? Chưa? Hệ thống này cũng phải đảm bảo một yêu cầu rất quan trọng là phải khởi động được đầy tải. Đấy. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái băng tải của chúng ta nó hoàn toàn có thể rơi vào một tình huống là gì ạ? Trong quá trình đang vận chuyển nguyên vật liệu thì nó gặp sự cố, nó phải dừng lại, đúng không? Thế nếu lúc đấy mà chúng ta thiết kế hệ thống mà nó không khởi động được đầy tải thì chúng ta sẽ phải nhảy lên mà xúc đất xuống, xúc đá xuống để khởi động nó thì chết, đúng không? Như vậy yêu cầu khởi động đầy tải là rất quan trọng. Vì thế nếu mà có lựa chọn khởi động mềm cho cái giải pháp băng tải thì chúng ta phải đặc biệt chú ý, đúng không? Quá trình khởi động thì tốt nhất là êm. Thực ra cái máy sản xuất nào nó cũng đều yêu cầu cái quá trình khởi động là êm cả. Có lẽ là trừ cái xe tăng, đúng không? Xe tăng thì nó quay tháp pháo thì phải càng nhanh càng tốt, êm hay không mặc kệ, đúng không? Ông bắn nhanh thì ông đấy có cơ hội chiến thắng cao. Ông nào bắn chậm thì ông ấy chết. Thế còn với băng tải thì êm để nó tránh cái hiện tượng va đập ở trong hộp số, tránh hiện tượng căng mặt băng, đúng không? Hệ thống này cũng thường không yêu cầu phanh hãm. Vì băng tải nó có ma sát rất là lớn, chúng ta cắt điện cái là gần như nó dừng ngay tắc lực. Thế là chả cần phanh hãm. Nó cũng không có cái yêu cầu gì về nó cũng không có cái chế độ làm việc là hãm. Nó cũng không có chế độ nào mà nó trả được năng lượng về cả, cho nên là chúng ta cũng không cần quan tâm đến cái chế độ phanh hãm lắm. Đúng không? Điều chỉnh tốc độ thì nếu như chúng ta sử dụng trong hệ thống cân phối liệu thì cái yêu cầu về độ chính xác với tốc độ là khá là cao, bởi vì nó liên quan đến chất lượng của thành phẩm. Chúng ta điều khiển tốc độ không đúng có nghĩa là năng suất chúng ta sẽ có nguy cơ bị sai, đúng không? Đấy. Thế còn dài điều chỉnh của nó thì không rộng lắm, không rộng lắm. Thế còn cái hệ điều khiển chúng ta sẽ phải tùy theo yêu cầu, ví dụ nếu cân băng phối liệu thì chúng ta sẽ phải điều chỉnh được năng suất tức thời, đúng không? Thế còn thống kê sản lượng thì đa số hệ thống băng tải nó đều yêu cầu. Bởi vì tôi khai thác là cái gì, khai thác được bao nhiêu, vận chuyển được bao nhiêu, tôi phải thống kê được thì tôi mới biết được là tôi làm việc có năng suất hay không, đúng không? Tôi kiếm được bao nhiêu tiền là ở cái chỗ đó. Thế nếu mà chúng ta không làm được việc này thì là chúng ta có nguy cơ bị thất thoát. Ví dụ như là ở các mỏ rất hay có cái trò là gì ạ? Tôi đào được 10 tấn, tôi khai tôi đào có 5 tấn rồi. 5 tấn còn lại thì tôi đem bán lấy tiền, đúng không? Thậm chí ngày xưa tôi làm cái hệ thống rất đơn giản là đếm cái bao xi măng người ta xuất từ ở kho xuống cái xà lan đấy, xà lan. Thế thì bình thường thì người ta cái hệ thống ở đấy nó thực ra chúng ta nói đến đếm thì rất là dễ, đúng không? Làm một cái bộ có cái cảm biến này, cảm biến quang thôi cũng được. Chúng ta soi có bao xi măng chạy qua thì làm sao? Chạy qua một cái thì đếm một cái. Đấy là lý tưởng là như vậy. Nhưng mà trong thực tế là gì ạ? Để ăn gian ấy thì người ta cứ xếp chồng mấy bao vào một. Vì làm sao? Ba bao đi qua mà tôi mà đếm được một thì có nghĩa là ông ăn gian được hai bao. Đúng không? Thế ở đấy người ta rất hay làm trò đấy. Thế bọn tôi sẽ phải làm được cái bộ đếm mà sao cho mấy bao đi qua tôi cũng phát hiện được hết. Đấy. Thế thì nó mới lắm trò ở đấy. Bởi vì những cái người mà người ta vận hành cái hệ thống thế này thì người ta thích thiết bị của mình nó đếm sai. Chứ người ta không thích thiết bị của mình nó đếm đúng đâu. Đếm sai thì người ta còn ăn gian. Thế khi mà bọn tôi làm được đếm như thế này thì có khi là người ta ra người ta cắt dây hoặc người ta cảm biến quang thì người ta chọc nó vỡ cái gương phần gương ở trên cái cảm biến thì tức là người ta liên lục tục tìm những cái cách để cái hệ thống thiết bị của mình nó không hoạt động được, rất là phức tạp. Cái cân phối liệu này cũng thế. Nếu chúng ta điều chỉnh không chính xác là nó sẽ dẫn đến thất thoát về mặt sản lượng này, đúng không?
Hoặc nguy hiểm hơn là gì? Nó dự báo sai cái hàng hóa tồn kho. Đấy, ví dụ như năm khoảng năm 2011-12 gì đó, tôi làm hệ thống cân bằng định lượng cho một cái nhà máy xi măng nhỏ. Thế thì nó có một cái tình trạng là cái sản lượng mà tôi thống kê được từ phần mềm nó bị khác so với cái sản lượng. Thực ra người ta cũng không cân lại được, nhưng mà người ta khi mà chúng ta đưa xi măng vào cái silo ấy thì người ta vẫn có thể đi và người ta nhìn được ở bên trong là còn bao nhiêu xi măng trong đấy. Thế trên phần mềm báo còn rất nhiều, nhưng mà lúc người ta nhìn trực tiếp vào cái silo ấy, thì thấy còn rất ít. Đấy. Thì nó sẽ có một cái bước mà sai lầm mà chúng tôi phạm phải, thì một lát nữa hệ thống điều khiển tôi sẽ nhắc đến. Rồi. Vì sao lại sai? Đấy. Rồi. Thì đấy là một vài thông tin về hệ thống điều khiển. Thế thì đối với một hệ bác tải nhỏ ấy, thì cái hệ thống điều khiển của nó sẽ có thể có một vài cấu hình. Đó. Một vài cấu hình. Ví dụ các bạn nhìn thấy ở đây, chúng ta có thể dùng PLC. Thường là trong công nghiệp thì chúng ta hay nghĩ đến PLC. Đó. Để điều khiển. Ví dụ như cái băng tải này tôi cần điều khiển năng suất, đúng không? Cần điều khiển sản lượng. Cần thống kê sản lượng thì tôi sẽ phải làm gì ạ? Tôi sẽ phải có một thiết bị đo, ví dụ như kg trên mét là bao nhiêu. Đó. Tôi sẽ phải có một thiết bị đo là tốc độ. Tốc độ đây là tốc độ dài của băng tải. Đó, tốc độ dài. Thế thì tín hiệu đo này tôi sẽ phải đưa qua một cái bộ khuếch đại vì tín hiệu nó rất nhỏ, đúng không? Lốt xeo. Tí nữa chúng ta sẽ nói kỹ về lốt xeo. Hết tất cả thông tin mới đưa PLC cho tôi sẽ phải làm sao? Phải lập trình. Lập trình, đúng không? Thế rồi tôi có thể gửi những thông tin từ PLC lên cái thiết bị cấp trên để giám sát, có thể là HMI, có thể PC, có thể là một phần của hệ thống DCS SCADA mà có thể một số bạn đang học hoặc đã học lớp thể thịnh, đúng không? Thế còn PLC thì có thể ra lệnh cho một cái bộ driver, đúng không? Để điều khiển cái motor băng tải. Driver này có thể là biến tần nếu chúng ta chọn hệ chuyển động xoay chiều. Và trong thực tế thì nó luôn là hệ chuyển động xoay chiều, bởi vì sao ạ? Cái môi trường làm việc ở hệ thống băng tải thường thường là bụi bẩn, đúng không? Đặc biệt là những cái hệ thống băng tải lớn ở trong các nhà máy thì nó chở nguyên vật liệu thô rất bụi bẩn. Chỉ với động cơ lồng sọc là nó có độ tin cậy cao thôi. Thế còn động cơ một chiều mà đưa vào đây thì sau một thời gian là sợ là nó sẽ có vấn đề. Đặc biệt là ví dụ như vận chuyển than trong hầm mỏ thì những cái động cơ DC nó có thể gây hiện tượng đánh lửa ở cổ góp. Và dưới các mỏ than ấy thì chúng ta thấy là nó có một thứ rất nguy hiểm gây cháy nổ, đó là khí mê tan. Thì nếu mà đánh lửa trong môi trường đấy là chết, đúng không? Đấy. Thì với cái hệ thống điều khiển như thế này ấy, thì công việc của chúng ta khá nhiều. Chúng ta sẽ phải lập trình phần điều khiển, đúng không? Nhưng mà cái lập trình cái phần đấy không mệt bằng cái phần khác. Có một phần khác nó còn mệt hơn. Đấy là calip hệ thống này. Bởi vì cái hệ thống chúng ta muốn vận hành được ấy, không phải cứ lắp cái cảm biến này là xong đâu. Chúng ta còn phải khai báo, chúng ta còn phải hiệu chỉnh. Hiệu chỉnh cái cân để nó cân đúng chưa, đúng không? Đây là cái bước hiệu chỉnh mất thời gian nhất. Nó rất nhiều thủ tục. Cân tĩnh này, cân động này, đúng không? Ok. Vân vân. Thì đấy là cái một cái cấu trúc, đúng không? Cấu trúc thứ hai mà người ta hay dùng hơn trong cái hệ thống cân định lượng thì
đấy là người ta sử dụng các cái bộ điều khiển tích hợp, bộ điều khiển tích hợp chuyên dụng. Cái bộ này nó đã chứa sẵn các thuật toán để do cho điều khiển năng suất, năng suất, giám sát sản lượng và calip hệ thống. Đồng thời nó có tất cả những cái tính năng kỹ thuật khác, ví dụ như có màn hình cài đặt, có cổng truyền thông, có các cổng vào ra số. Đấy. Thì những cái bộ điều khiển năng suất kiểu tích hợp này của chúng ta ưa dùng hơn. Dùng những cái bộ này thì chúng ta làm sao? Không phải lập trình. Chúng ta chỉ cài đặt thôi. Bởi vì tất cả thứ trong này nó chuyên dụng hết rồi, cho cái mục đích là cân định lượng, nên độ chính xác của nó rất là cao. Đấy. Và đặc biệt ấy, chúng ta thấy là cái load cell này tín hiệu ra nó quá bé so với cấu hình trước, thì chúng ta sẽ phải có thêm cái gì ạ? Có thêm một cái bộ khuếch đại. Bộ khuếch đại này cũng khá là đắt tiền, Thế còn với cái thiết bị này, chúng ta có thể đưa thẳng cái tín hiệu từ load cell về thiết bị. Toàn bộ cái phần khuếch đại nó tích hợp sẵn bên trong này rồi. Là không cần mua thêm cái thiết bị nữa. Đó. Rồi. Thế ngoài cái cấu trúc điều khiển đơn lẻ ra thì chúng ta sẽ còn gặp một số cái cấu trúc điều khiển của cái hệ nhiều băng tải. Thế thì với hệ thống nhiều băng tải thì nó sẽ có hai cấu trúc. Một là dùng truyền thông. Tất cả các bộ điều khiển một băng tải lúc nãy thì nó đều có cổng truyền thông. Và chúng ta sẽ sử dụng nó cho mục đích là gì ạ? Cài đặt. Đúng không? Có thể là gì ạ? Gửi lệnh đặt năng suất xuống. Đó, ví dụ tôi muốn cái bộ này năng suất Q1, bộ này Q2, vân vân. Thì tôi sẽ gửi lệnh qua cổng truyền thông. Tôi cài đặt tháp số cho từng bộ qua cổng truyền thông và tôi làm sao? Theo dõi. Monitoring. Đúng không nào? Tôi theo dõi tham số vận hành từng cái hệ thống này. Thế đây là một cấu hình mà sẽ chúng ta sẽ thấy là tốn ít giây thôi, đúng không? Chúng ta có thể nối theo kiểu bus để chúng ta đảm bảo là tốn ít giây mà quản lý được nhiều thiết bị. Thế còn cái hệ nhiều băng tải, chúng ta còn một cấu hình thứ hai gọi là cấu hình master slave, nhưng mà lại dùng tín hiệu analog. Nghĩa là thế nào? Hệ thống này thì nó có thể hoạt động độc lập bằng cách như sau. Tôi gọi cái bộ điều khiển năng suất đầu tiên là bộ master. Bộ master này nó sẽ đo được cái năng suất thực của hệ thống là QM. M đây là master, đúng không? Và vì cái hệ thống này là hệ thống phối trộn cho nên là nó sẽ yêu cầu tất cả các cái bộ khác nó phải chạy với một cái năng suất có cái hệ số tỷ lệ nhất định so với cái bộ master. Ví dụ như cái bộ Q1 này nó chạy với cả 50% cái sản lượng của cái bộ năng suất của bộ master, đúng không? Bộ Q2 thì 30%, bộ Q3 thì 10%. Thế thì tôi sẽ có những cái hệ số này. Thế thì cái sản lượng đo được ở cái bộ master này nó sẽ được gửi tới các cái bộ slave, gửi tới cái bộ slave, nhưng mà ta sẽ gửi qua cái đường 420mA. Thế cái bộ slave này nó đọc cái tín hiệu này, nó biết được năng suất của bộ master và nó sẽ đặt năng suất cho chính nó tỷ lệ với năng suất của bộ master. Thế có nghĩa là gì? Nếu như bộ master này có bị thay đổi về mặt năng suất, đúng không? Tức là cái QM bị thay đổi thì tất cả những cái thiết bị khác nó sẽ đồng loạt thay đổi theo. Đấy. Ví dụ ở đây tôi chỉ cần thêm một kênh truyền thông
tới cái bộ ví dụ PLC chẳng hạn, rồi có cái giao diện vận hành ở đây đúng không, bằng máy tính hay là bằng màn hình cảm ứng. Tôi đặt năng suất cho bộ master bằng bao nhiêu thì tất cả những thằng còn lại tự động thay đổi theo, chứ tôi không phải cài đặt cho từng thằng nữa. Đây gọi là cấu trúc dùng analog. Đấy. Như vậy với hệ nhiều băng tải thì có hai kiểu, một là truyền thông hoàn toàn, hai là analog. Những đoạn này chúng ta có thắc mắc gì không? Có vấn đề gì không? Rồi, thế không vấn đề thì chúng ta sẽ tiếp tục, đúng không? Thế còn với cái hệ thống điều khiển nhiều băng tải, chúng ta thấy là chúng ta cứ ghép nối nhiều thiết bị với nhau, đúng không? Mỗi cái này là một cái lớp thiết bị. Thì trong cái hệ thống trang bị điện cho băng tải thì ngoài hệ chuyển động ra thì chúng ta sẽ còn cái gì ạ? Còn đo lường, còn logic và cái hệ điều khiển giám sát chung. Thế thì đầu tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu với hệ chuyển động. Cái này thì chúng ta đã nói với nhau nhiều lần rồi, đúng không? Chúng ta, nếu tôi không nhầm thì những bạn nào mà học cái lớp cơ sở chuyển động điện hay là ở lớp cơ sở chuyển động điện thì cái phần tính chọn động cơ tôi có cung cấp cho bạn một cái website, đúng không? Một website. Nếu các bạn nhìn ở đây, các bạn nhớ cái website này, có cái đường link này, nó cung cấp cho ta cái giải pháp tính toán cho một loạt những cái hệ thống rất cơ bản mà ta hay dùng, trong đó có băng tải, đúng không? Thì chúng ta có thể mở lại cái website này, chúng ta tham khảo. Đấy, nó sẽ có giao diện, chúng ta điền một vài thông tin ban đầu vào để tính toán. Còn nếu mà phải tự tính thì chúng ta cũng làm được thôi, đúng không? Thì để tính được cái hệ chuyển động, hệ chuyển động ở đây thì chắc chắn là động cơ đã, đúng không? Động cơ rồi mới đến là bộ biến đổi, đúng không? Thế để chọn được động cơ chúng ta sẽ phải có một vài thông tin, ví dụ thứ nhất là tải trọng định mức là bao nhiêu, đúng không? Chúng ta phải có cái vận tốc dài Vmax là bao nhiêu, đúng không? Chúng ta sẽ phải có một vài thông tin, ví dụ như đường kính của cái tang chống là bao nhiêu, tỷ số chuyển của cái pulley bao nhiêu, hộp số là bao nhiêu, đúng không nào? Đấy. Thì tất cả những cái thông tin đó chúng ta mới coi nó là cái số liệu đổ vào. Thế từ cái số liệu đổ vào đó, ví dụ như rồi chúng ta sẽ phải có một số thông tin khác, ví dụ như là hiệu suất của các cái thứ này, tức là chúng ta sẽ phải biết được tổn thất ở trên những thiết bị này là bao nhiêu. Ví dụ nó có thể là cỡ khoảng 90%, thường là chúng ta sẽ có 10% tổn thất. Tính toán kỹ sư là tính toán gần đúng nhé, đừng có đặt nặng cái chuyện nó phải 1% hay 2%, nó tính toán gần đúng. Thế ngoài ra chúng ta sẽ phải biết được một cái thứ khác, đấy là cái vật liệu là mặt băng là cái gì, vật liệu làm cái tang chống ở đây là cái gì, để chúng ta tìm được cái hệ số ma sát động nhá. Hệ số ma sát động thì có vật liệu thì chúng ta có thể tra vào để chúng ta tìm được hệ số ma sát, còn nếu không thì hỏi ông kỹ sư cơ khí nào đấy thôi, đúng không? Thì sau khi tập hợp được cái thông tin đầu vào đó thì chúng ta mới có được cái một vài công thức cơ bản, ví dụ như là chúng ta tính được cái lực cản lên trục động cơ, chúng ta phải quy hết về đổi trục động cơ, đúng không? Ví dụ như trong trường hợp tổng quát thì có thể cái băng tải của ta nó nghiêng với góc phi này, đúng không? Nghiêng với góc phi này, có thể là băng tải xiên, có thể là băng tải nằm ngang, thì góc phi chúng ta phải biết. Thì chúng ta có thể có cái bài toán là gì, cái trọng lực nó sẽ chia làm hai thành phần, một thành phần là gì, gây áp lực lên mặt băng, và áp lực này nó sẽ quy đổi ra cái lực ma sát, đúng không? Thế còn cái thành phần song song ở mặt băng này thì nó sẽ gây ra lực cản lên cái mặt pulley này. Chúng ta thấy là nó có hai thành phần, một là ma sát, đây chính là ma sát,
thành phần này là lực cản, lực tiếp tuyến, cái pulley hay là cái tang chống, thì chúng ta hoàn toàn có thể quy đổi về trục động cơ nếu chúng ta biết được bán kính, đúng không? Cứ lực, đúng không, nhân với cả tay đòn thì sẽ ra moment, đúng không? Moment mà biết được cái tỷ số truyền của cái pulley, tỷ số truyền của hộp số, rồi biết được hiệu suất của những thứ này là chúng ta sẽ quy đổi về đầu trục động cơ được. Thì đấy là chúng ta sẽ tính toán, và đây gọi là tính toán xác lập. Tính toán xác lập, đúng không? Cái bài này là cơ học rồi, tôi không muốn nói nhiều. Thế còn chúng ta có thể sẽ kiểm tra thêm cái điều kiện khởi động, có nghĩa là chúng ta xem moment cảm tính của hệ thống là bao nhiêu bằng cách. Tất nhiên cách này là chúng ta chỉ sử dụng cái băng tải nhỏ thôi. Là cái tang chống của nó ấy, nó sẽ có cái điểm chúng ta móc cái quả cân vào. Chúng ta kéo cái quả cân này lên. Cân này là cân lò xo ấy. Chúng ta kéo lên thì khi mà chúng ta thấy là cái hệ thống băng tải nó bắt đầu nhúc nhích, và chúng ta đọc luôn chỉ số lúc bắt đầu nhúc nhích, thì đấy nó sẽ là lực cản tĩnh, và nó sẽ quy ra ma sát tĩnh được, là quy ra moment cản tĩnh được đấy. Thế còn nếu như băng tải cỡ lớn thì có thể là chúng ta sẽ phải sử dụng thêm một cơ cấu phụ trợ, và ở đây chúng ta treo những quả cân và chúng ta cứ treo vào, đúng không? Tăng dần lên đến khi nào mà cái tang chống này nó bắt đầu nhúc nhích, thì cái thời điểm đó chúng ta đọc cái chỉ số của quả cân, nhân với cả trọng lực thì nó sẽ, và bán kính của tang chống thì nó sẽ ra cái moment cản tĩnh, và cái động cơ của chúng ta ấy, nó sẽ phải có moment khởi động lớn hơn moment cản tĩnh thì nó mới khởi động được, nếu không là chịu chết. Đấy. Còn cái tính toán đây chỉ là tính toán xác lập thôi, nếu như là ở chế độ vận hành xác lập thì nó vẫn hoạt động được, đúng không? Nhưng có khởi động được hay không thì lại là chuyện khác, được chưa? Đấy. Thế để lựa chọn cái hệ chuyển động ấy thì lúc nãy chúng ta cũng đã nói với nhau rồi, đúng không? Chúng ta khẳng định là chúng ta sẽ dùng hệ chuyển động AC, dòng AC, bởi vì cái môi trường làm việc nó như thế, đúng không? Độ tin cậy nó yêu cầu như thế, thì cái động cơ AC nó sẽ tốt hơn. Và ngày nay chúng ta thấy là cái hệ điều khiển của chúng ta nó đã đạt đến cái mức độ tương đối hoàn hảo, đặc tính kỹ thuật của động cơ AC, của hệ chuyển động AC đã tương đương với hệ DC rồi. Nên chả có lý do gì tôi lại đi chọn hệ chuyển động DC vào đây làm cái gì, đúng không? Đấy. Thế một cái nữa chúng ta cũng phải kiểm tra là quá trình quá độ. Thế thường đối với hệ thống băng tải thì nó không yêu cầu quá trình quá độ này đâu, thường là không yêu cầu. Thế còn nếu mà có thì chúng ta có thể kiểm tra được thông qua cái đường đặc tính khởi động hay là đặc tính dừng, đúng không? Ví dụ như khởi động, yêu cầu khởi động trong cái thời gian là bao nhiêu giây đấy, thì tôi sẽ có cái gì ạ? Vận tốc đầu, vận tốc cuối, đúng không? Tôi có tổng thời gian khởi động. Thế thì tôi sẽ tính được cái moment cần thiết để tăng tốc. Tăng tốc dựa trên cái phương trình gì ạ? T moment điện tử động cơ trừ đi moment tải sẽ bằng gì ạ? G là moment quán tính nhân là gì? Delta omega chia cho T khởi động. Thế khởi động. Thế khởi động chính là cái này này, còn delta omega thực ra chính là gì? Omega 2. Đúng không? Thực ra chính là omega 2. Chia T khởi động. Thế nếu mà chúng ta tính được mọi thứ quy đổi về trục động cơ rồi, đúng không? Thì chúng ta có cái G này rồi. Moment tải chúng ta sẽ lấy là gì? Moment ở chế độ làm việc định mức của cơ, đúng không? Omega 2 là yêu cầu công nghệ, T khởi động là yêu cầu công nghệ, thì chúng ta sẽ tính được ra cái moment này. Và cái moment khởi động của động cơ tôi chọn nó phải lớn hơn cái TE. Thì đấy là yêu cầu đáp ứng với quá trình quá độ, đúng không? Nếu không đạt yêu cầu tôi nâng động cơ lên một cấp công suất nữa và tôi kiểm tra lại. Đấy.
Nhưng mà ở hệ thống băng tải thì thường nó không có cái này. Khởi động nhanh chậm không quan trọng. Quan trọng là gì? Nó làm việc dài hạn, tin cậy. Thì đấy là đặc điểm của hệ thống băng tải. Cái tính yêu cầu khởi động này chủ yếu chúng ta gặp hệ thống nào? Cầu trục, bốc rỡ container. Bởi vì cái quá trình này nó lặp lại liên tục ở cái hệ thống cầu trục này. Ví dụ cái tàu chở container nó đi vào 1.000 cái container thì ông phải bốc cái đấy nhanh nhất có thể để giải phóng cái cảng. Đấy, thì đây nó liên quan đến bài toán năng suất thì chúng ta mới phải đặt nặng cái vấn đề là thời gian tăng giảm tốc. Rồi, bài học hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Tôi cũng đang bị khản hết cả giọng rồi. Thế bạn nào có hỏi gì về phần này không? Có ai thắc mắc gì về những cái mà tôi đã trình bày không? Không ạ. Nếu không thì chúng ta sẽ dừng ở đây nhé. Chúng ta chú ý bài tập 2. Bài tập 2 là về Start à? Soft starter là khởi động mềm đấy. Chưa? Đó là bài tập số 2 ở trong cái loạt bài tập để chúng ta tính điểm giữa kỳ. Chúng ta chú ý. Hình như là tuần sau là tuần thứ 8 thì phải đúng không? Vâng. Tuần sau là các bạn có một buổi tuần sau là chúng ta sẽ nghỉ. Vì nó là cái tuần giữa kỳ. Đúng ra thì chúng ta sẽ thi vào kỳ thi giữa kỳ nhưng mà chúng ta sẽ làm bài tập để thay vào đó. Cho nên là các bạn sẽ nghỉ. Được chưa? Em có thể cái bài tập này báo cáo như nào rồi? Báo cáo như nào nghĩa là như thế nào? Tôi chưa hiểu ý bạn. Về mặt trình bày thì mình trình bày như nào? Thế bạn nó làm báo cáo lúc nãy tôi đã nhắc rồi cơ mà. Chắc là không nghe lúc nãy rồi. Cũng giống như bài biến tần ấy. Chúng ta sẽ phải có dần gì? Tìm hiểu. Các hãng cung cấp cái nhóm thiết bị này đúng không? Chọn một hãng để tìm hiểu kỹ. Thì kỹ ở đây là gì? Cấu trúc, phần cứng đúng không? Cấu trúc điều khiển đúng không? Quy trình cài đặt và sơ đồ lắp đặt. Được chưa? Biến tần cũng thế nhá. Biến tần cũng thế thì để chúng ta có cái nhìn thứ nhất là tổng quan chưa, thứ hai nữa là chúng ta đi sâu vào một hãng thiết bị nào đấy chưa. Thưa thầy là làm tên cuốn được không hả? Cái gì cơ? Làm bản cuốn hay là viết tay à? Cuốn chứ. Ai viết tay thời đại này nữa. Viết ít thôi. Nhá. Viết tay mỏi tay lắm rồi bao nhiêu hình vẽ anh vẽ kiểu gì. Vâng, em cảm ơn. Bản vuốt nhá. Vâng. Em cho thầy ạ. Thắc mắc. Thắc mắc gì nữa không? Nếu không thì chúng ta dừng buổi học ở đây, tôi lấy lại giọng tí còn hot 3 tiết nữa. Nhá. Rồi chào các bạn. Em cho thầy ạ. Chào thầy. Chào các bạn.